Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay đạo tràng niệm Phật Tịnh Độ Hoằng Nguyện chúng ta lại vân tập về đây như thường lệ hàng tuần. Sau một thời chúng ta niệm Phật, bây giờ đến giờ này là chúng ta cùng nhau học Phật. Chúng ta vẫn tiếp tục đi học quyển tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiền Đạo. Tuần trước con đã chia sẻ cho các vị đang ở chương 10, tức là cái chương này là chẳng lựa căn cơ, xưng danh quyết định vãng sanh. Cái chương này mà con thấy chương nào cũng quan trọng lắm các vị ạ, mà chương này con nhấn mạnh cho các vị chẳng lựa căn cơ, xưng danh quyết định vãng sanh. Bây giờ chúng ta xem như vậy là chúng ta con lược lại để chúng ta hiểu lại cái bài lần trước là bài thứ 31. Chẳng lựa tức là sao? Ý của pháp sư nói Phật A Di Đà bao dung tất cả, không có lựa chọn bất cứ ai. Vạn người như một, một như một như vạn, không phân biệt, không chấp trước. Mười phương chúng sanh rộng lớn vô cùng. Giờ chúng ta phải hiểu rằng mười phương chúng sanh là dạo nhân trước con đã nói rồi, mười phương đông tây nam bắc, đông nam đông bắc, tây nam tây bắc, rồi trên và dưới là mười phương chúng sanh. Mười phương chúng sanh này là khắp hư không pháp giới. Bao hàm tất. Và có như vậy là chín pháp giới là cần phải nhiếp. Nhiếp là gì? Là bảo hộ, là bao bọc. Đúng không ạ? Trên là từ đẳng giác Bồ Tát, dưới là chúng sanh địa ngục. Thì trên đạo chúng ta học Phật rồi, có 10 pháp giới. 10 pháp giới là 10 con đường chúng ta đi. Thì bốn con đường là của thánh, chúng ta lắm được rồi, tất cả chúng ta lắm được rồi, đúng không? Thánh thì như vậy là có bốn con đường, tức là sao? Tiểu thánh, tức là A La Hán, gọi là thanh văn đấy. Bích chi Phật gọi là duyên giác đấy, duyên giác là độc giác. Độc giác này là những người, người ta như vậy là sau khi người ta như vậy là giác ngộ rồi, người ta đã chứng được A-la-hán rồi, người ta tự người ta tu tập, gọi là độc giác, không theo pháp của Phật, người ta tự người ta tu để người ta thành Phật, thì gọi là như vậy là độc giác, gọi là bích chi Phật, tu giống Phật. Còn thứ hai, thứ nữa là cảnh giới của Bồ Tát và cảnh giới viên mãn là của Phật, là gọi là bốn thánh. Chúng ta tránh nhầm lẫn nhé, tránh nhầm lẫn là thánh thì như vậy là thánh thì tránh nhầm lẫn rồi chúng ta bảo thế tại sao bây giờ chúng ta như vậy thờ Trần Hưng Đạo cũng là thánh, rồi tới đây Bác Hồ cũng là thánh, rất nhiều người là được phong làm thánh. Thế giờ chúng ta phải hiểu thánh là như thế nào. Thánh Trần là những người ở trần gian này có công đức, có đức hạnh mà có lợi ích cho như vậy là người trần chúng ta, mà được người nhân dân và chúng ta đại đa số nhân dân tán thán, đúng không ạ? Và kính trọng, cho nên là lập thờ, gọi là thờ thánh, phong người ta là thánh, gọi là thánh trần. Thánh trần này nhá, thánh trần này không phải nói là thánh tu nhá, còn thánh tu là phải sao? Phải đoạt được. Như vậy thấp nhất là gì? Là A La Hán. Mà đã tu được thánh thì phải vượt qua được sáu đẻ luân hồi này, vượt qua cả trời xa lắm rồi. Còn như vậy thánh trần thì như vậy trong phạm vi là gì? Là gọi là vẫn là phàm phu mà thôi, đúng không? Chúng ta phải nhớ này, sau này chúng ta không hiểu được đâu, cứ là thánh rồi cứ đi đâu bảo là tôi đi theo thánh rồi thờ thánh này, đi theo thánh này, cho nên rồi là phân biệt thánh là như thế. Cho nên tại sao người ta bảo là như vậy thánh thì như vậy còn chất từng ly, bởi vì người ta vẫn là phàm phu, người ta có công phu tu tập gì đâu, người ta có năng lực gì đâu mà người ta đã giác ngộ được đâu, cho nên là người ta vẫn còn chấp.
Cho nên đến cửa Phật thì người ta nói là như vậy, là đến cửa thánh người ta bảo thánh thì chất từng ly một, đúng không? À, đến cửa Phật thì rất là từ bi. Thánh là đã tu rồi, đắc đạo rồi, là từ như vậy là a la hán trở lên là người ta từ bi rồi, người ta không chấp nữa, đúng không? Người ta đã xóa được, buông được cái chấp trước rồi, buông được cái chấp trước rồi thì mới là thánh nhá. Phá được ba ngã rồi, không còn mình nữa, đúng không? Người ta làm thuần thiện rồi, làm cái gì cũng thuần thiện rồi thì đấy là thánh. Chúng ta phải hiểu rõ là như thế. Thế mà Phật đi đây thì sao? Nhiếp như vậy là sao? Từ như vậy là chánh đẳng chánh giác, tức là từ Đại Bồ Tát xuống đến chúng sanh địa ngục. Cái phạm vi của Phật nhiếp có lớn không? Cái hạnh của Phật có lớn không? Các vị thấy cái này có lớn không? Quá lớn đúng không ạ? Thế thì những nhiếp như này thì như vậy là mười phương chúng sanh bao hàm như vậy, là từ như vậy đẳng giác Bồ Tát xuống, trong có chín pháp giới Phật nhiếp hết, Phật A Di Đà nhiếp hết. Chính vì như vậy là Phật A Di Đà nhiếp rộng lớn như này, mà cái tâm lượng, tâm bao dung của Phật nó lớn như này, mà muốn như vậy là để nó nhiếp thế này thì như vậy là cái năng lực của Phật nó lớn như thế nào, các vị nhớ không? Năng lực của Phật lớn lắm, cái lòng từ bi của Phật lớn lắm, bao dung hết, thương yêu hết. Nhưng mà đối tượng chính để cứu, để cấp cứu là những người đang bị đọa. Đang bị đọa là ai? Là sáu cảnh luân hồi của chúng ta, đúng không ạ? Là cái sáu pháp giới chúng ta này: trời, Atula, người, súc sinh, ngã quỷ, địa ngục, là sáu cái con đường này là con đường phải khẩn cấp phải cứu. Tức là chúng ta là người đang có bệnh, đang bệnh trầm kha, đang bệnh rất là đau khổ, đang phải cần cấp cứu. Không cấp cứu ra thì nó chỉ có đọa, đúng không ạ? Cho nên phải cần cấp cứu. Còn tất cả những cảnh giới cao hơn chúng ta vượt qua cái sáu đường lục đạo là thánh rồi, nhưng mà Phật vẫn bao dung. Bởi vì có từ thánh để chuyển thành, để viên mãn được thành như Phật thì còn khó trong khó nữa. Cho nên là vẫn phải thương yêu, vẫn phải thôi hỗ trợ, đúng không? Con có giỏi rồi nhưng mà con cũng chưa viên mãn được, cho nên vẫn phải nhờ Phật. Cho nên là Bồ Tát mà muốn thành Phật mà xa không gần Phật thì khó lắm, khó lắm các vị ạ. Cho nên vẫn phải gần Phật, Bồ Tát vẫn phải gần Phật. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát như vậy, Văn Thù vẫn lúc nào cũng bên tả, bên cánh, bên hữu. Như vậy là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, như vậy là trí tuệ như thế, vẫn như vậy thường xuyên ở bên như vậy là Đức Phật A Di Đà. Phật nào cũng có như vậy, là một bên như vậy là tả bên hữu, là một bên như vậy là sao? Một bên như vậy là cứu, và một bên trí tuệ, một bên là cứu khổ, một bên như vậy là trí tuệ, đúng không? Ở bên này thì như vậy là hai ngài Bồ Tát, là một bên là Văn Thù là trí tuệ, đúng không? Phổ Hiền là từ bi, còn Bồ Tát Quan Âm thì là từ bi, là đi cứu khổ. Còn như vậy là Bồ Tát, như vậy là Đại Thế Chí thì là trí tuệ, trí tuệ bậc nhất, đều là như vậy để mà đi như vậy là sao, là có giải và có hành. Bao giờ cũng thế, có giải có hành. Cho nên chúng ta học đi, lúc nào phải có gì, có giải phải có hành, chứ đừng có giải không mà không có hành, mà đừng có hành không có giải thì lại là mê lầm, là sai. Không có giải mà chúng ta là đi hành thì là mê muội, đúng không? Là hai cái này luôn luôn song hành với nhau, lý giải và hành. Cho nên tại sao có hai ngày Bồ Tát lúc nào thì hiện bên giải bên hành, các vị nhớ chưa? Đó, không thể thiếu được, nếu thiếu một trong hai là bị thua rồi, là đều sai hết, đúng không ạ? Vâng. Tại sao các ngài như thế? Cho nên là chẳng lựa căn cơ thì như vậy tất cả chúng sanh gì không có lựa, không có lựa bất cứ ai, không có lựa như vậy là người cao quý, không có người thấp hèn, không có người có tu và người không tu, kể cả từ mình đẳng giác Bồ Tát đến chúng sanh địa ngục bình đẳng cứu. Mà các vị thấy ai không? Cho nên chúng ta thấy là cái tâm từ của Đức Phật A Di Đà nó rộng lớn lắm, cái lòng đại từ đại bi, cái bao dung của Phật nó lớn lắm, không kể thiện và ác. Cho nên chúng ta đừng có lo gì cái chuyện như vậy là chúng ta đã làm ác, chỉ cần hồi tâm thôi. Cho nên chính vì cái lòng bao dung, cái thương yêu này của Đức Phật A Di Đà nó rộng lớn này, minh mông thế này, và cái năng lực của ngài nó lớn quá này, cái năng lực của ngài lớn quá nha. Và ngài đã làm được cái việc này rồi, chính vì đó mà không có như vậy là cái nào mà tả được. Cho nên bản thân như vậy là, cho nên là cái quy về cái danh hiệu của ngài để cho chúng ta, để chúng ta nhận được. Cho nên cái này nó có như vậy là cái ý nghĩa đó, tán thán không bao giờ tán thán hết được. Cho nên chính vì đó mà cái bài lần trước, bài 31 nói rằng dù có như vậy Đức Thế Tôn là Phật rồi, nói một đại kiếp cũng không tán thán hết được Đức Phật A Di Đà, có đúng không? Cho nên là một số đại sư bắt đầu như vậy là đều như vậy đưa ra những bài kệ rất hay để tán thán Đức Phật A Di Đà. Thì cái bài lần trước chúng ta đã nói về
đại sư như vậy là sao? Pháp sư như vậy là đại sư pháp chiếu tán thán cái bài kệ như vậy biến ngói thành vàng, mà lần trước chúng ta đã học rồi, cái bài kệ này chúng ta nên học thuộc. Phật kia nhân địa lập thể rộng, nghe danh xưng niệm tôi đến đón, chẳng lựa nghèo hèn hay phú quý, chẳng lựa ngu si hay trí tuệ, chẳng lựa đa văn khéo chỉ giới, chẳng lựa phá giới nghiệp tội sâu, chỉ cần hồi tâm niệm Phật nhiều, đều khiến gạch ngói hóa thành dòng. Đó, đấy, như vậy là nhất như thế, không bỏ sót bất cứ một trường hợp nào, không bỏ rơi bất cứ ai, tất cả những người phương chúng sanh quy về là một đứa con duy nhất. Thế mà bỏ rơi ta, bỏ rơi nếu Phật bỏ rơi con, tức là Phật không thành Phật, mà không thành Phật thì 10 phương chúng sanh cũng không cứu được. Các vị nhớ nhá, cho nên các vị đừng có nghĩ là bị mình bỏ rơi ra ngoài nhá. Phật không cứu được các ngươi, mà các ngươi tin được, tin Phật, liệu Phật mà bị bỏ rơi ra ngoài thì 10 phương chúng sanh cũng không được cứu nữa rồi, tức là Phật cũng không bằng Phật ai là nữa. Phật thề như thế, thề rộng như vậy là Phật kia lập thể rộng như thế. Đấy, cái lúc còn là nhân địa là thể rộng, ngày nay Phật đã thành Phật rồi. Cho nên là chỉ cần ra nghe danh xưng niệm tôi đến đón, à, đơn giản thế thôi, rất đơn giản. Thế mà như vậy chúng ta, tại sao chúng ta khó hiểu thế, khó thế đúng không? Xong rồi các ngài lại bảo là bây giờ khó rồi, để ta nói rõ ràng cho biết. Chẳng lựa nghèo hèn hay phú quý, các vị như nghèo hèn hay giàu sang không quan trọng, bởi vì cái đấy nó không ảnh hưởng nên cái việc tiếp nhận của ta, bởi vì các ngươi đấy là ta bà các ngươi thôi đúng không? Còn ta không phân biệt cái chuyện giàu nghèo, không phân biệt ngu si hay trí tuệ thì các ngươi đã như vậy, kể cả đẳng giác Bồ Tát cũng còn phải trí tuệ mức độ là vẫn còn phải bao dung mà đúng không? Vẫn một phần vô minh chưa phá mà. Thế còn chúng sanh thì trong 6 đường lục đạo làm gì có trí tuệ, mà chấp vào trí tuệ là không trí tuệ đúng không? Chẳng lựa đa văn, đa tức là nhiều, văn tức là nghe nhiều, học nhiều, chẳng lựa học nhiều và chỉ giới hay không, chẳng lựa phá giới tội nghiệp sâu. Đó, hay như thế. Chỉ cần là sao, quay đầu cả đời lòng á, quay đầu biết một cái quay đầu Nam Mô A Di Phật liền được cứu luôn. Đấy mới là viên đốt, đấy mới là siêu, đấy mới là như vậy yêu việt, đấy mới là thù thắng đúng không? Đấy mới là pháp môn khó tin. Chứ mà bình thường mà tu mà được thì cái chuyện nó bình thường rồi, cả đời là bác quay đầu hồi đầu cái là được cứu ngay. Phật nhiếp như thế, cho nên chúng ta không tưởng tượng, không bàn, không nghĩ được. Trên pháp môn này khó bàn khó nghĩ, bất khả tư nghị, không bàn không nghĩ. Đấy là cái con sơ lược bởi cái bài trước. Thế bây giờ đến bây giờ thì cái thời này thì như vậy là có gần đây là có đại sư Ấn Quang, là tổ Ấn Quang. Hiện nay tổ Ấn Quang này nói sao? Tổ Ấn Quang cũng có bài kệ tán thán Đức Phật A Đà như sau. Tổ Ấn Quang này tán thán sao? 48 nguyện độ chúng sanh, tán thán Đức Phật A Đà. Đức Phật A Đà có 48 này nguyện độ chúng sanh, nghịch ác quy tâm đều đến đó. Đó, nghịch ác đều đón hết, chỉ cần hồi đầu ấy, quy tâm tức là gì, là hồi đầu giống nhau không, chẳng phải hỗn tạp, không lựa chọn. Thế nói như vậy, như thế thì như vậy là nói Đức Phật A Di Đà như vậy là không có chọn nên là như vậy là cứ nhắm mắt như vậy là độ tất cả. Nhưng vì sao thương chúng sanh là Phật chưa thành đó. Cái bài kệ này thì như vậy hôm nay chúng ta sẽ phân tích cái bài kệ này. Để phân tích bài kệ này thì cái bữa trước chúng ta sẽ nói về như vậy là cái câu này, là chúng ta đi câu này chúng ta lấy ví dụ nhá. Chẳng lựa phá giới nghiệp tội sâu, chẳng lựa phá giới nghiệp tội sâu thì như vậy là ngày ở đây, trong đây thì các ngài dẫn dắt chúng ta một cái ví dụ rất là hay. Người phá giới phạm tội sâu nặng thì sao? Thì họ rất là đau khổ, họ rất bất an, họ nghĩ rằng tôi phải bị đọa rồi, người như tôi Phật A Di Đà không cứu nổi, không như vậy là chưa hiểu pháp môn đúng không ạ? Cho nên khi chúng ta hiểu rồi thì dù như vậy là người ta phá giới, kể cả người ta đang xuất gia, người ta có phá giới, người ta có ăn thịt chó, người ta có đi làm chuyện vậy vại, nhưng người ta hồi tâm cái người ta liệu Phật người ta được vãng sanh ngay. Cho nên chúng ta không thấy những người đó và chúng ta như vậy là phỉ báng đúng không ạ?
À, cho nên người như tôi, người ta nghĩ rằng người như tôi chắc bị đọa. Bây giờ chỉ có mỗi Đức Phật hay là khi người ta học pháp này, người ta nói là chắc chắn tôi bị đọa rồi. Nhưng mà tôi học pháp môn này, bây giờ chỉ có thì tôi biết rồi, chỉ có Đức Phật hay là đại đi mới cứu được tôi. Cho nên tôi thay đổi tâm ý, phó thác cho ngài. Quay đầu hồi đầu đấy, mỗi niệm đều niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Thế là mỗi niệm này như nào? Ước niệm quy về một niệm là tất cả, một niệm cũng là cả đời niệm Phật, mà cả đời niệm Phật quy về một niệm, bởi vì một câu niệm Phật cũng là A Di Đà Phật, mà nghìn câu niệm Phật cũng là A Di Đà Phật, đúng không? Cả đời niệm Phật cũng là Nam Mô A Di Đà Phật, thì một cái câu danh hiệu này có khác nhau không? Một niệm là bằng tất cả, mà tất cả quy về một niệm này, bởi vì một niệm là vô lượng công đức rồi. Một niệm là bằng Phật A Di Đà rồi. Bây giờ cũng là tôi bảo tôi niệm hai lần thì tôi bằng hai lần Phật A Di Đà, đúng không? Không phải, đúng không? Bởi vì trong cái câu Nam Mô A Di Đà Phật thì nó đầy đủ vô lượng hết rồi, chứ không phải là tôi niệm được nhiều tôi có công đức nhiều. Các vị nhớ chỗ này chưa ạ? Cho nên người ta hồi tâm, người ta chỉ niệm một câu bằng chúng ta niệm cả đời, nhưng mà bằng chúng ta niệm cả vô lượng kiếp, bởi vì chúng ta niệm cả đời nhưng chúng ta không giác ngộ. Cho nên chúng ta niệm cả đời không bằng người ta niệm một câu. Người ta niệm một câu người ta nhận được đủ rồi, đúng không? Cho các vị phải nhớ rằng nhé, một niệm như tất cả vô niệm, tất cả nghìn niệm, vạn niệm, ước niệm như một câu một niệm mà thôi. Bởi vì một niệm cũng là đầy đủ công đức hết. Các vị nhớ cho con, bởi một niệm cũng là cái quả của Phật A Di Đà như nhau, 10 niệm cũng là cái quả của Phật A Di Đà như nhau, 1000 niệm, cả đời niệm cũng là như thế. Nhưng mà ai giữ được cái này thì giữ được, còn không giữ được thì chuột mất. Còn người ta niệm một câu người ta giữ được là người ta giữ được. Cho nên người ta dù có làm ác cả đời, người ta quay về niệm một câu Phật hiệu, người ta nhận được cái quả này ngay. Các vị nhớ chưa? Cho nên chúng ta đừng có quay thường những người như thế, mà người ta hồi tâm cái là người ta nhận được ngay. Cho nên khi người ta thấy người ta ác rồi, người ta quay về chân thành sám hối. Cho nên cái chân thành sám hối nó quan trọng vô cùng các vị ạ. Tức là ta thay đổi được ý niệm, người ta niệm Phật. Cho nên cái ngày xưa con đã chia sẻ rồi, mà hôm nay trong sách này có một cái ví dụ rất hay nói về vấn đề như vậy, là có vị tăng tên nào Bánh Kha đấy, đúng không? Đại tràng con rất chia sẻ rất nhiều nói về ngài Bánh Kha. Ngài Bánh Kha này như vậy là ở trong đây thì có nói, trong đây cũng nói, nhưng mà ngài Bánh Kha là một cái vị tăng phá giới, làm những điều như vậy là nó trái với cả cái đạo lý, tội rất là nặng. Thế sau khi như vậy là thấy tội của mình nó nặng quá rồi, cho nên là vị này như vậy biết là mình bị đọa rồi, không sao được. Trong đây như vậy nói rất là ví dụ rất rõ, ở cái trang như 469 469 con sẽ lấy cái ví dụ để con đọc cho các vị, là các vị biết rằng là cái trang cái này 400, nó ở 469. Cho nên cái này mình mới thấy được người ta tội như thế đấy. Thầy Bánh Kha tuy đã xuất gia nhưng lại phạm khá nhiều điều giới, không thực hành thanh quy giới luật của Phật pháp. Một thời gian sau lương tâm mới bắt đầu cắn rứt là sao? Tiêu đời rồi, tức là bảo mình tiêu rồi đấy. Mình đã không bỏ rượu thịt là người xuất gia mà rượu thịt chơi hết, còn phạm thêm rất nhiều giới luật cấm khác. Hạng như mình chẳng phải là người xuất gia chân chính, chắc chắn là vì đọa vào ba đường ác là cái chắc rồi, cầm chắc rồi. Trong lòng thầy rất sợ hãi, vì vốn không có đạo tâm nên thầy chưa từng học qua pháp môn nào cả. Làm người xuất gia nhưng chưa học từng qua pháp, bởi vì tâm đạo không có, cho nên không có học pháp môn hết. Xuất gia như thế đó các vị ạ. Bây giờ tỉnh ngộ, thầy Bánh Kha liền mượn bạn đồng tu một bộ Chuyện Vãng Sanh. Sau khi xem xong thầy rất cảm động, thì ra niệm Phật có thể vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhờ đó thầy có sự thay đổi lớn, tức là chuyển ý thức đây, dũng mãnh niệm Phật, phát nguyện 7 ngày không ăn uống. Tôi đã tạo quá tội quá nặng, nếu phải đọa địa ngục thì khủng khiếp quá, niệm Phật có thể đến Tây Phương, bây giờ dứt khoát phải lo niệm Phật thôi. Phát tâm xong, thầy chốt cửa phòng một mình ở trong đó niệm Phật. 3 ngày sau, thầy mộng thấy Đức A Di Đà đến. Ngài bảo rằng ông còn sống thêm 10 năm nữa, 10 năm sau tôi đến đón ông. Ông lên nỗi độc. Thầy Bánh Kha nói: Phật A Di Đà ơi,
con là người hạ căn liệt trí, sợ trải qua thời gian dài lâu như vậy con lại mất chánh niệm, lại tạo tội, đúng không? Bởi vì con tập khí con là như thế rồi, lại bị đọa lạc mà thôi. Xin ngài mang con đi sớm một chút, con chẳng cần sống thêm 10 năm nữa làm gì. Thầy phát tâm dũng mãnh, đây là tâm chân thật. Đấy, khi người ta quay đầu, người biết tội lỗi, quay đầu chân thật, người ta lo sợ lắm, người ta chỉ cần nói là nhanh nhanh được đi về phạt thôi, cũng ở thời gian lâu lại bị sao ngũ dục lục trần nó lôi kéo, nên làm sao vượt được qua tám rỗ được. Cho nên là thầy không có tâm đạo mà, cho nên thầy sợ quá bảo thôi cho con đi sớm đi, không ở đây phức tạp lắm, con này bị như vậy nó mua chuộc. Đúng không ạ? Chân thật cầu như thế, chân thật cầu như thế. Đức Phật A Di Đà rất từ bi, ngày bằng lòng sau 3 ngày sau đến đón thầy. Ba hôm sau quả nhiên Đức Phật A Di Đà đúng hẹn đến tiếp dẫn Oán Kha. Thầy vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc vô cùng thù thắng. Các vị thấy có hay không? Thấy câu chuyện này con cũng đã chia sẻ rồi, đạo tràng rồi, đúng không ạ? Hôm nay là đây có sách mách có chứng đọc ra cho các vị rõ ràng. Một người như vậy là phá giới như thế, mà những người phá giới, mà người xuất gia mà phá giới, tội rất sâu, rất nặng. Tội nặng hơn là chúng ta là chưa như vậy là phát cái tâm, chúng ta chưa phải là như vậy là người như vậy là tướng để đi như vậy là hoàng pháp. Nhưng mà chúng ta là người tại gia mà chúng ta chưa biết Phật pháp thì như chúng ta mắc tội lỗi là chúng ta là gọi là lỗi chứ phải là tội nhiều, đúng không? Nhưng mà các vị đây là tội rất là lớn. Người xuất gia mà dẫn chúng sanh đi đọa là người tội cực kỳ lớn, bằng trăm lần lần nghìn lần tội so với chúng ta, đúng không? Cho nên là cái cảnh bị đọa các vị sâu lắm, cho nên các vị sợ quá, các vị sám hối, chân thành sám hối các vị nhé. Cho nên pháp sư và pháp chiếu dẫn bài kệ này để khuyên tất cả chúng sanh nên hồi tâm thường niệm Phật Di Đà. Chỉ cần hồi tâm thường niệm Phật Di Đà thì đều biến gì, gạch vụn biến thành vàng ròng, đúng không? Vàng ròng là thứ quý nhất, còn gạch vụn là xà bẩn, là thứ bỏ đi không ai vàng. Chúng ta là như cái gì, đất ở ngoài kia, gạch vụn vứt ở ngoài kia, lát đường cũng không phải, đi đau đau chân người ta dẹp trong đêm, đúng không? Người ta không cần lát đường, vô dụng rồi. Thế nhưng mà sao, khi mà ta niệm Phật thì biến thành vàng ròng, mà đã vàng ròng thì được chân quý đó, người ta phải vang rồi, người ta thờ rồi. Vàng ròng quý lắm, đúng không? Quý lắm rồi, tức là như vậy là ở thế gian này vàng là tài sản quý rồi, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta như vậy là đừng để chúng ta làm như vậy gạch vụn vứt ở ngoài đường nữa, chúng ta nên làm vàng ròng. Đức Phật A Di Đà xuống Ta Bà này lựa tất cả chúng ta như vậy là giống nhau cả thôi, đều là gạch vụn, đều là xà bẩn, đều là đá quậy. Thế để ngài lựa chúng ta, mang chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thì sao, trở thành vàng ròng hết. Tâm tánh chúng sanh toàn tội ác cả này, nhưng mà không ai giống ai cả, mỗi người tội khác nhau, nhưng mà Phật không chê. Nhưng mà về ta thì sao, từ ba đường ác về ta, nhưng mà thọ giáo lý của ta tất thành A Lậu Đa La Tam Lượng Tam Bồ Đề, giống nhau hết. Cho nên Đức Phật A Di Đà xuống đây có lựa ai đâu, không cần lựa ai. Mà đã không cần lựa ai thì chúng ta tại sao chúng ta lựa? Mang bì, mang giỏ ra kia cái gì cũng cứ hết, đưa vào giỏ hết, từ đây thành vàng hết cả, gì được gì lựa ra cũng thế rồi. Cho nên ở đây các ngài nói là chúng ta ra ngoài nhặt đá, bất luận viên đá lớn hay nhỏ, màu đen hay trắng, gồ ghề đất lẻ, tròn trịa bóng nhẵn, dơ bẩn thế nào, lựa hết. Lựa một khi đã mang về đến nhà rồi thì sao, nó biến thành vàng ròng hết thì làm sao phải đi lựa? Tất cả lẫn như nào hết, Phật mang hết chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thì nó thì biến thành sao, vàng ròng hết. Về đây thì sao, đều thành Phật Bồ Tát hết thì làm sao mà phải lựa thế này, mất công lựa. Phật đã có một cái nguyện như thế này thành tựu rồi, làm sao phải đi lựa? Không lựa ai hết, về giống nhau hết, đã lên thuyền thì sao, giống nhau hết, không kể là Bồ Tát và như vậy là chúng sanh địa ngục, lên thuyền là đều là sức của Phật hết. Mà về Tây Phương Cực Lạc sang bờ là sang bờ giác hết, là đều như vậy là sao? Bởi vì như vậy là chúng ta đều có Phật tánh như Phật, sang về đấy là đều được Phật gia hộ, là đều quay về chân như bổn tánh, tức là sao, quay về cái Phật tánh của mình, là đều giống nhau hết, không ai sai nhau một tí nào hết. Thì ai có nó có khoe tôi hơn anh hơn tôi, không có gì cả, đúng không ạ? Ở cõi Ta Bà thì còn phân biệt hơn nhau và kém nhau, phân biệt người trí người ngu, phân biệt như vậy là Bồ Tát rồi phân biệt phàm phu rồi phân biệt như vậy là A La Hán, nhưng mà về đấy thì là giống nhau hết các vị nhá, vàng ròng giống nhau hết đó. Cho nên là Phật mới nói là các con về thì giống ta,
cũng vô lượng thọ, cũng vô lượng quang, cũng như vậy là vô lượng công đức, vô lượng thần thông bằng này, không khác gì ta mà. Về đó không có gì gọi là không có. Nếu mà còn khác nhau thì còn có sự phân biệt, thì không phải Tây Phương Cực Lạc. Các vị nhớ đây, về đây giống nhau hết. Cho nên Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà đến thế giới Ta Bà để nhặt chúng ta là chúng sanh tội nghiệp, chúng ta đang bị vứt ở ngoài đường, đúng không? Đang bị người ta dẫm lên, người ta trà đạp lên, người chúng ta đang bị trà đạp, đúng không? Chúng ta đang có biết tu hành gì đâu, chỉ biết lương của Phật mà cũng đang bị khổ đây này. Thế Phật mới thấy thương quá, thế thì chúng ta như vậy, Phật mới xuống đây ra, Phật nhặt chúng ta, qua chúng ta, tức là mang chúng ta phóng sanh về Tây Phương Cực Lạc, có đúng không? Tuy ở Ta Bà chúng ta nhiều thứ chẳng ra sao, chúng ta bần cùng hạ trí phá giới tội lạc, nhưng sau khi được nhặt mang về thế giới Cực Lạc thì sao? Biến thành vàng, giống nhau hết, đúng không? Đức Phật đây là thứ kia, chúng ta không bao giờ quẳng chúng ta đi. Tuy chúng ta phiền não tội chứng rất nặng, nhưng Phật tánh giữa chúng ta và Phật là bình đẳng. Chúng ta phải nhớ chỗ này. Xưng liệu câu danh hiệu khi thì đều được vãng sanh, sau khi chúng ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi thì Phật tánh tự nhiên khai pháp, đúng không ạ? Phật như về đây rồi thì như vậy là ở một cái thế giới bình đẳng, thế giới trang nghiêm như thế, được Phật ra định thọ ký cho ta, thì tất cả những dạy chúng ta, tất cả nghiệp tội thì rơi rụng hết. Mà nghiệp tội rơi rụng hết thì tất cả cái giả của chúng ta từ xưa đến chúng ta tích đó là giả, thì bây giờ cho nó giả hết xuống thì như vậy sao? Quang minh thì hiện thế thôi, tối tăm như vậy là ngày xưa nay vừa hết tối rồi, bây giờ bật điện lên là sáng hết rồi, thì như vậy là chân như bỏ tánh của ta tự nhiên ta hiện ra, hiện ra thì tất cả y báo của ta chính là y báo của Tây Phương Cực Lạc, có đúng không? Thì ai giống ai, có ai khác nhau đâu. Đấy, cho nên cái bài kệ của Ngài Ấn Quang này cũng nói như vậy. 48 nguyện độ chúng sanh, nghịch ác quy tâm đều đến đón, chẳng phải hỗn tạp không lựa chọn, thương chúng sanh là Phật chưa thành. Bởi vì chúng sanh vốn là Phật. Cũng như chúng ta, con đã cũng đã nói rất nhiều rồi, chúng ta vốn là người. Tại sao chúng ta như thế này, và tại sao có những người người ta đang ở cái cảnh giới điên loạn, điên khủng, người ta đang cởi chân cởi chuồng, nên người ta trời lắng, người ta đi đội đầu chân đi đất đội đầu trời chặt, người ta ăn bậy ăn rồi ăn uống nước hỏng, nước thối, nước tha. Đấy, người ta đang ở cảnh giới đấy, thì người ta có phải người ta thì không nhận thức được người ta là người. Thế nhưng nếu chúng ta nhìn người ta có phải là người không? Thế nhưng vì sao người ta đang ở cảnh giới rất xấu, rất thấp, cảnh giới là quỷ đấy. Thế thì Phật bảo là đấy, các ngươi nhìn xem đấy có phải là người không? Phải đương nhiên phải nhiều người, người ta là người, người ta bị đọa đấy. Bởi vì sao? Người ta vô minh, cho người ta ăn những thứ bẩn thỉu đấy, cho nên phải cứu người ta đi. Thế Phật gì chúng ta cũng không, vốn là Phật, nhưng mà cũng lại không khác gì những cái người điên đó. Và cảnh giới xấu như thế cho nên mới sinh ra như này, cho nên Phật bảo phải cứu hết. Các người vốn là ta, quân dữ ta là một. Thế nhưng vì các ngươi như vậy sao? Điên đảo. Điên đảo tức là khi mà gió bát phong nó đánh đến, hàng sư nó đánh đến cái, thì các ngươi như vậy là ra rất nhiều tiếng, các ngươi là chộp cái tiếng này, chộp cái tiếng này, chộp tiếng này, mỗi người chộp đến cái tiếng này, coi là tiếng của ta, nhận đấy, đúng không ạ? Thế cho nên là các ngươi điên đảo. Cho nên tất cả cái này nó là đều là giả, các ngươi nhận giả là thật. Cho nên bây giờ ta nói các ngươi giả rồi, các ngươi phải buông cái giả đi, lấy cái thật đi. Lấy cái thật là gì? Cái ta này mang về ta, để ta như vậy là cho hồi tâm. Cho nên cái mà giả này, cái thứ này là giả, bước cái đi, bỏ đi, đúng không ạ? Cái đấy không phải là ta, cái đấy bỏ đi. Cho nên là hồi tâm là hồi chỗ này. Cái gì giả thì phải bỏ, cái gì thật thì về ta sẽ có thật, đúng không? Phật sẽ cho ta nhận lấy cái thật của ta. Nghịch ác là chỉ cho chúng sanh ngũ nghịch thập ác, quy tâm nói là hồi tâm như nhau, mang ý nghĩa như nhau, cũng đến đón và cũng đến đón cũng giống nhau. Dù là người tạo ngũ nghịch thập ác, hồi tâm niệm Phật, Phật đều linh tiếp, chẳng bỏ rơi người nào. Thế thì như vậy là nhiều người, người ta nói là hiện nay người ta thấy mình nói như thế này, người ta không tin nổi. Người ta bảo là như vậy thì ông Phật này như vậy là cái trí tuệ ở đâu, chẳng lựa chọn gì sao? Cho nên là mình nói là cái pháp này như vậy là thiện ác như nhau hết, thì người ta phấn độ, người ta lên án, người ta bảo thế này thì đi làm ác hết à, ông Phật thì không có trí tuệ, không lựa chọn à. Chúng ta cảm thấy như vậy là không công bằng, đúng không? Không công bằng. Người phạm ngũ nghịch thập ác, liệu Phật cũng được vãng sanh, không công bằng. Đấy, đây là thế như vậy sao? Những người chúng ta sao? Đây là
chúng ta học rồi chúng ta mới hiểu rằng Phật không nhìn như thế. Đây là do chúng ta phân biệt chấp trước của phàm tình mà thôi. Bởi chúng ta có phân biệt, có chấp, có thiện, có ác, có giàu, có nghèo. Nhưng mà Phật không có chấp giàu và nghèo. Tất cả là do cái quả của các người nhận đấy thôi, các người tạo ra, các người nhận đấy thôi. Làm gì có ai như vậy là cho các người được. Còn đâu không? À, mà các người chấp vào kể cả cái việc các người làm thiện cũng là thiện điên đảo mà thôi. Ác thì do các người mê, các người khổ, ta phải cứu các người mà thôi, cho nên ta không phân biệt cái này. Cho nên ta không chấp, cho nên Phật không chấp, nhưng mà chúng ta lại chấp nặng quá, cho nên chúng ta không tin nổi. Cho nên chúng ta từ cái phàm tình ra, từ cái ý của chúng ta mà chúng ta cho là cái chuyện này không thể là cứu độ được. Cái nguy hiểm như thế nhá. Trí tuệ và từ bi của Phật chẳng phải chỗ hạng phàm phu chúng ta có thể suy lượng được. Sự cứu độ của Đức Phật đây là chẳng hề có sự phân biệt như chúng ta. Giống như ở trên nói, ở cõi này tuy là ngũ vị thập ác, đến tịnh độ rồi thì tất cả thì sao? Về đây rồi thì thành vàng dòng hết, đúng không? Ồ, cũng như là người điên bây giờ cho nó phải uống thuốc để cho nó khỏi điên thì nó lại trở thành người bình thường. Có thế được có gì đâu. Tất cả là cho điên đảo hết. À, do vô minh hết. Thế bây giờ phải cứu chứ sao, đó là ra sao mà còn phân biệt thiện và ác nữa. Là do chúng ta phân biệt, chúng ta chành chẽ, chúng ta là thể hiện chúng ta là người thiện, chúng ta là người có tu. Còn những người kia không có tu bởi chuyện cứu như thế là như vậy là không đúng. Cho nên chúng ta cứ phân biệt ra rồi như vậy là suy đoán rồi phán định rồi là cho là như vậy là cái hư dối giả tạo. Phật nào cũng có nhìn cái này. Cho nên chúng ta học rồi, chúng ta ký rồi, chúng ta chành pháp rồi, chúng ta phải biết rõ cái lòng từ bi của Phật này. Tất cả ở đến thế gian này là do cái nghiệp của chúng ta, cái thứ ta tội tầm nghiệp của chúng ta nó tạo ra thôi, chứ còn không ông Phật nào ông nhìn cái này ông thương hết, đúng không ạ? Cho nên đều như vậy là phóng sanh chúng ta về Tây Phương hết, ngài mang ta phóng sanh về Tây Phương. Cho nên có bốn cái việc chẳng lựa chúng ta phải đặc biệt chú ý: chẳng lựa nghèo hèn hay phú quý, chẳng lựa ngu si hay trí tuệ, chẳng lựa đa văn khéo chỉ giới, chẳng lựa phá giới tội nghiệp sâu. Không có lựa ai mà không có phân biệt cái này. Cho nên đúng ra đừng có như vậy nhìn vào cái này mà chúng ta lo lắng. Chúng ta học cái này chúng ta còn lo lắng hay không? Có đúng không? Dù có tội đi chăng nữa, cả đời mình làm tội, cả đời con mình làm tội, nó bảo nó quay đầu hồi đầu liệu Phật đi, đúng không? Nhưng mà muốn để cho nó, để nó nhập Phật thì nó phải hiểu được cái công năng, cái giá trị, cái ý nghĩa và cái sự từ bi cứu độ của Đức Phật A Di Đà này, thì nó phải hiểu được cái bản nguyện, cái đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Phật kia nhân địa lập thể rộng chỗ nào, năng đại từ bi của Phật chỗ nào, và năng lực của chỗ Phật có chỗ nào, Phật đã có năng lực hay không để cứu được những người như thế không, thì phải hiểu rõ. Khi hiểu rõ rồi thì sao, nó hồi đầu nó quay về nó nhận thôi, đúng không? Cho nên cái chỗ này là chỗ then chốt các vị nhé. Cái chỗ này chẳng bốn cái chẳng lựa này, cái này rất là quan trọng. Cho nên cái bài này chúng ta đặc biệt chú ý để chúng ta như vậy đi như vậy khai thị và đi giúp đỡ tất cả những người, và đồng thời chúng ta chống lại tất cả những cái lời lẽ tà chi tà kiến phân biệt chấp trước, kể cả những cái người thầy mà đang đả phá những cái chuyện này, để chúng ta phải biết rõ rằng đâu là chánh pháp, các vị nhớ chưa? Và cái sự đi cứu độ của người ta, chúng ta không có chấp vào cái chuyện người ta làm ác hay không làm ác. Kể cả hôm qua người ta vừa buông tay, người ta vừa chết người, xong hôm nay vẫn cứu được. Các vị à, bây giờ chúng ta cứ chấp người giết người với là giết người à? Thế hàng ngày chúng ta có giết người không? Ngày nào cũng giết người đấy. Thế con gà có phải là người không, bị đọa không? Con chó có phải là người không? Con bò có phải là người không? Tất cả là người hết. Tất cả như chúng ta, người ta đọa làm chó, làm gà, người ta khổ hơn mình, người ta bị đọa hơn mình, thì phải thương người ta hơn cả mình. Mình cậy có trí tuệ mình để ăn thịt người ta, có phải là chúng ta làm ác không? Chúng ta cứ bảo vệ chúng ta thôi, còn tất cả các loài khác chúng ta không bảo vệ, chúng ta bảo người ta là người ta phải bảo vệ người, còn tất cả loài khác không bảo vệ. Thế có phải là tâm chúng ta là cái tâm gì? Đúng không? Thế có phải là từ bi giống Phật không? Thế đây cho nên là không có hạnh của Phật đâu nhá. Cho nên chúng ta cứ nói học hạnh của Phật thì phải hạnh của Phật là như thế nào? Hạnh của Phật là tất cả người với chúng sanh quy về là một. Người, con kiến, con sâu, con bọ quy về là một, giống nhau, con chó, con mèo giống nhau, con gà giống nhau hết. Quy về là một, thương yêu như nhau, đều cứu độ như nhau, các vị nhớ chưa? Cho nên chúng ta đừng có vào phân biệt ra, dành ra rồi lại như vậy đi ngược lại thì đâu có phải là hạnh của Phật. Nhận hạnh của Phật là phải hạnh cho hạnh Phật, nhưng mà chúng ta phải đi đến cái giác ngộ này. Chứ còn chúng ta thì đừng có như vậy vội vội vàng vàng bảo là chưa hiểu, chúng ta cũng
mà buông chúng ta còn lo thì chúng ta cũng không cần thiết, đúng không? Thì vẫn phân biệt chấp trước, cũng Phật cũng tha thứ hết. Nhưng mà khi mà đã hiểu rồi thì chúng ta phải buông, các vị nhớ nha. Và đồng thời phải lắp cho gió. Chưa kệ của Đại sư Ấn Quang cũng mang ý nghĩa này, chẳng phải hỗn tạp, không lựa chọn. Đây chẳng phải Đức Phật A Di Đà nhập nhằng qua loa, không cần lựa chọn, không cần phân biệt. Nguyên nhân nằm ở đâu? Là gì? Phải hỏi rõ là thương chúng sanh là Phật chưa thành. Cũng như chúng ta nhìn các người nó điên, thương nó vì điên, nó chưa uống thuốc chưa chữa được thành người, cho nên nó còn khổ đau như thế. Cho nên Phật nhìn chúng ta cũng như người điên ấy. Còn nặng hơn là người điên đi không? Đúng không? Điên nhưng nó vẫn còn mang được cái thân làm người. Nhưng mà điên rồi còn không được mang cái thân làm người, làm con súc sinh, làm thân địa ngục ngạ quỷ cơ, đấy còn thương nữa, còn bị đọa như sâu như thế cơ. Các vị nhớ chưa? Phật mới thương như thế cơ. Thương chúng sanh là Phật chưa thành, vốn nghĩ là Phật nhưng tại sao thế này? Các vị nhớ chưa? Ví như con cái người ta, tại sao người ta đẻ con ra thì sao như vậy nó thế này? Tại sao người ta đẻ con người ta ra được như thế kia? Tại sao con người ta ngoan như thế? Tại sao con nhà mình nó như thế này? Có đúng không? Cũng đến trường, cũng đến học, cũng đến có thầy cô, cũng cùng học với lớp, tại sao con người ta nó giỏi, con nhà mình như vậy là nó thế này? Thì mình học Phật Pháp mình hiểu rồi. Nó gì? Nó do nghiệp. Nghiệp là do chính nó tạo. Có đúng không? Bây giờ đổi cho ai được? Một phần ảnh hưởng thôi, đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải hiểu chỗ này nhá, phải hiểu chỗ này, cho nên chúng ta phá cái phân biệt, cái chấp trước chỗ này ra. Cho nên cái lòng từ bi của Phật bao dung lớn lắm, chúng ta không tưởng tượng được. Cho nên chúng ta thì ích kỷ lắm, chúng ta chỉ nhìn là trước hết là khi mình nhìn vào muốn gì thì cứ phải trong gia đình người ta đã, đúng không? Xong bắt đầu mới đến họ hàng người ta, người thân cứ thuộc vào ta. Cho nên làm cái gì cứ hồi hướng cho là người thân của ta trước. Cho nên con nói cái này cũng rất là nhiều lần rồi. Ngày xưa mới cứ hồi hướng cho mẹ, xong đến vợ, sau đến kiểu hồi đất tổ nhà mình, xong bắt đầu mới, đúng không? Cái sợi công đức này phải dành cho cái người thân đầu tiên. Cho nên cái chỗ này là chưa hiểu biết. Cái tâm nó còn như vậy là vô cùng ích kỷ và vô cùng nhỏ bé. Chỉ sợ như vậy, nhưng công đức này của Phật thì sao? Nó lớn mức độ như nào? Làm sao mà hết được? Đúng không? Hạnh của Phật nó lớn hết được bao dung này, làm sao được? Bây giờ chúng ta lại cứ đưa cái hạnh của chúng ta bé như này, làm sao chúng ta nhận được cái câu, làm sao chúng ta dám gánh được cái câu như vậy, Nam Mô A Di Đà Phật? Chúng ta mở như vậy, còn cái tâm này chúng ta không gánh nổi câu Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta mở cái tâm rộng lớn ra, tất cả là hư không pháp giới, tất cả chúng sanh mười phương hết, thì chúng ta sẽ gánh được cái câu Nam Mô A Di Đà Phật này. Còn không thì chúng ta nhỏ bé, chúng ta bay về, chúng ta không gánh nổi, có đúng không? Chúng ta phải có cái tâm lớn như thế thì chúng ta mới dám nhận cái quả này chứ. Chúng ta không có cái tâm này thì chúng ta làm sao nữa mới nhận cái quả này? Chúng ta chỉ có tâm bé bé tí tí này, làm sao chúng ta nhận được cái quả của Phật này? Quả của Phật nó nặng lắm, các vị nhớ nhá. Quả của Phật nó vô lượng vô biên công đức, mà Phật phải tu triệu tải vĩnh kiếp năm cơ mà. Nó vô lượng của tinh hoa, của vô lượng tất cả cái vô lượng, mà cái vô lượng này để làm gì? Để cứu người thôi, chúng sanh, chứ không phải cứu riêng một cái đất nước nào, một cái địa phương nào, hoặc là một cái gia đình nhà nào. Mà chúng ta bỏ cái này lên thì chúng ta không gánh nổi cái câu Nam Mô A Di Đà Phật này. Các vị nhớ chưa? Đây là hạnh của Phật, mà chúng ta quy mạng Phật này thì là chúng ta nhận cái hạnh của Phật. Liệu Phật là nhân, thành Phật là quả, là lấy cái hạnh của Phật để làm nhân cho mình, để mình, thế bây giờ mình lấy cái quả của Phật để mình làm cái nhân của mình là nhân bé tí à? Để mình đi làm những cái chuyện như vậy là ta bà quay về như vậy là ta quay về cái tự lực của ta, đúng không? Quay về ta chắc ta con phải lo cho gia đình nhà con phải như vậy là hồi hướng cho như vậy là bố mẹ con phải đi như vậy là độ cho gia đình nhà con, cho người thân cũng thuộc của con. Thế thì đâu có phải là dám như vậy, cái quả của Phật đâu có làm cái chuyện này. Các mình nhớ chưa? Quả của Phật đâu có phải đi làm cái việc này. Quả của Phật đó, cha mẹ con cũng nằm trong mười phương chúng sanh quy về là một. Các vị nhớ đặc biệt chú ý chứ, nhớ cho con chỗ này nhá. Cho nên chúng ta đừng có tách ra. Nếu tách ra chúng ta không nhận được, không gánh nổi, không nhận được cái Nam Mô A Di Đà Phật thế đâu. Vậy cái quả này bảo Phật là quả của Phật, hạnh của Phật để làm gì? Thành A Di Đà Phật để làm gì? Để độ mười phương chúng sanh. Mười phương chúng sanh không được độ thì như vậy là không có như vậy chữ Nam Mô A Di, không có A Di Đà Phật, thì như vậy chúng ta cũng không niệm được câu A Di Đà Phật, có đúng không? Mười phương chúng sanh mà một người nào rớt lại thì như vậy là không A Di Đà Phật, mà không A Di Đà Phật thì mười phương chúng sanh không độ được, thì cửu huyền thất tổ chúng ta cũng không độ được. Chúng ta phải nhớ cái sự này, móc xích này nhá.
Cho nên là gì? Vãng sanh chánh giác. Cái câu này chỉ cần bốn chữ là các vị nhớ cho. Không có chánh giác thì không có vãng sanh, mà không vãng sanh được thì không có chánh giác. À, mà không có chánh giác thì không có vãng sanh. Cho nên là không có Phật A Di Đà để chúng sanh mười phương không như vậy được vãng sanh. Mà không có chúng sanh mười phương được vãng sanh thì không có Phật A Di Đà. Cho nên Phật A Di Đà làm 48 đại nguyện này phải thành tựu rồi thì mới thành ông Phật. Các vị nhớ chưa? Nếu mà một chúng sanh nào bị rơi rớt lại thì Phật A Di Đà không thành Phật thì mười phương chúng sanh cũng không được cứu. Cho nên mười phương chúng sanh quy về một mình ta. Ta chính là mười phương chúng sanh. Các vị nhớ chưa? Cho nên lúc này chúng ta đừng có quy về gia đình người ta nữa. Quy về người ta thì quy mười phương chúng sanh rồi. Thì đây không phải hạnh của Phật thì không gánh nổi câu Nam Mô A Di Phật. Đấy, chúng ta phải sâu sâu như này nhá, hiểu hiểu sâu như này, nhớ chưa ạ? Cho nên là Đức Phật A Di Đà không phải như vậy, là ngài như vậy là dùng cái tâm phàm phu phân biệt chúng ta mà nhập nhằng qua loa như chúng ta đâu. Cho nên mà không lựa chọn đâu, không phân biệt đâu. Bởi Phật chúng dạy bảo vì tất cả chúng sanh là Phật chưa thành, cho nên tất cả chúng sanh vốn là Phật, cho nên tất cả đều cho chúng sanh về thành Phật hết, đúng không? À, đấy, thế mới là bao dung, thế mới là thương yêu, đúng không? Đấy, cho nên là hỏi nguyên nhân chỗ nào? Nguyên nhân là thương chúng sanh là Phật chưa thành, dù chúng sanh cũng bị thập ác nhưng bản địa giác tánh của họ cùng với Phật là như nhau. Đấy, cùng đúng không? Tất cả những cái thành phần ở trên thế gian này là người vốn dĩ như thế, tại nhưng tại sao người ta khổ thế? Người ta vốn là người, nhưng tại sao người ta khổ thế? Vì cảnh giới người ta đọa sâu hơn mình. Thế nhìn cảnh dưới người ta thì nhìn các con vật ở dưới chúng ta nhìn thấy chúng ta nó khổ nào, có vị thấy không? À, nhưng mà Phật thì đã, nhưng mà đều có Phật tánh giống nhau hết. Cho nên là bản địa giác tánh của họ cùng với Phật là như nhau, chỉ vì họ bị ngu si vọng tưởng điên đảo chấp trước che lấp cho nên mới tạo tội nghiệp. Mà đã tạo tội nghiệp thì phải trầm luân trong lục đạo thì cho nên sinh ra các loài, mới sinh ra như vậy là các pháp giới, đúng không? Cho nên là Phật đáng tiếc với ta. Đức Phật A Di Đà thương chúng sanh xưa nay vốn là Phật nhưng chưa thành Phật nên mới tạo tội tạo nghiệp, cho nên cần phải cứu độ họ. Một khi đến Tây Phương Cực Lạc thì đều thành Phật cả, từ đầu về gạch vùng rồi đều cả các cái gạch ngói rồi đá quậy như vậy đấy, về đấy thì ra đều thành vàng dòng hết. Các vị thấy hay không? Lên thuyền thì giống nhau hết, lên thuyền sang bờ rác thì giống nhau hết, ngồi trên thuyền còn tranh kẻ nhau, còn nhìn ông cột chân ta khỏe mạnh, đúng không? Rồi thằng sáng thằng mù, ô ta mắt ta ngon lành, còn ở bàn kia mù, đúng không? Nhưng mà sang bên bờ rác thì giống nhau hết. Chúng ta ngồi đây còn đang phân biệt nhau, đó, ngồi đây ngồi trên thuyền của Phật cũng đang phân biệt nhau này, nhưng mà đến lúc bà sao lâm chung được Phật tân dẫn rồi về kia có phân biệt được đâu, giống nhau hết, làm gì có phân biệt nữa, không còn mảy may một cái điều gì khác nhau, không còn mảy may nhé các vị nhé, giống nhau hoàn toàn thì làm gì còn phân biệt nữa. Không phân biệt ra thì làm gì còn tham, làm gì còn sân nữa. Tôi giống bà giống tôi hết rồi, làm gì còn sân, làm gì còn phân biệt đẹp xấu, làm gì còn ngu si, làm gì còn công phu, là ông bằng nhau hết rồi, còn gì đâu, có gì đâu để mà so sánh, có đúng không? Cho nên một cái thế giới như vậy là nó thanh tịnh, nó chỗ đấy là nó là bình đẳng ở chỗ này đây. Cho nên về đấy mà còn không bình đẳng nữa thì không phải thế giới của Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Phật pháp nguyện làm cái việc này, cho nên Phật mới tu vô được biết khổ đau như thế chứ không có bình thường ra thì đâu phải thế này. Pháp môn niệm Phật chẳng lựa chúng sanh thuộc căn cơ nào, chỉ cần muốn vãng sanh thì đều có thể niệm Phật vãng sanh. Người phạm những việc thập ác còn khả dĩ được một niệm được vãng sanh thế giới Cực Lạc, còn có ai bị bỏ ra ngoài nữa chứ? Chúng ta thử xét cho chúng ta đã phải như thế chưa? Thì làm ra một bị loại. Trong cái như vậy là Thanh Loan, cái ngày Thanh Loan tức là học trò của Ấn Quang ở bên kia, học trò phát hiện tự nhiên, ngài còn phát biểu sau này, ngài còn như vậy là hướng dẫn chúng ta này. Người thiện còn được cứu nghĩa là người ác. Ở đây thì người ác cũng được cứu, người ngu người phỉ báng cũng được cứu nghĩa là người thiện. Nhưng mà kia thì sao? Người thiện cũng được cứu nghĩa là người ác. Cái này còn trí tuệ cao hơn. Cho nên là ngài thì vậy kia phải sau 20 năm nữa thì bắt đầu mới giảng được những cái bài pháp này. Bởi những cái bài pháp này nó đi ngược lại, nhưng mà rất sâu, rất hay. Con học, con lại nghe, con hiểu được. Mày hay lắm, bởi vì sao? Người thiện là chúng ta chủ quan, ác thì người ta đang vậy khẩn cấp bị bệnh đau được thì bảo uống thuốc gì chả uống, thì dễ độ lắm. Nhưng người ác rồi người ta đi đỏ đường cùng rồi thì người ta dễ độ lắm. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ chúng ta làm thiện, chúng ta làm những việc ngon lành như này, chúng ta không vào cảnh giới, chúng ta không chịu uống thuốc, không chịu nghe. Cho nên là ngài thế nói là người thiện cũng còn được cứu, nghĩa là người ác thì đương nhiên cứu dễ rồi, nó đoạn nơi làm sao nó không muốn, bảo có người cứu nó không nghe. Nhưng cái người này
người này này cậy cậy ta thiện này, cậy ta là tu này, miễn là khó độ, cho nên chúng ta là cái thành phần khó độ nhất, thề là ngu ngu hẳn đấy, đúng không? Không biết cái gì cả thì đồ dễ, hoặc là trí tuệ hẳn thì nó dễ, nhưng chúng ta là cái thành phần này này khó độ này, cho nên là Như Văn có cái bài pháp hay vô cùng, nhưng mà cái đấy nó biệt giải. Biệt giải là sao? Nó ngược lại với cả cái đường lối đang tu này, cho nên là không chia sẻ được lúc này được, cho nên bảo là 20 năm sau trí tuệ và người khác thì có chia sẻ được, đúng không? Cho nên là mỗi một tổ, mỗi một ngày đến căn cứ vào thời điểm lịch sử để hoằng dương Phật pháp, thời điểm lịch sử để như vậy căn cơ chúng sanh như nào, để nói pháp để chúng sanh hiểu, để chúng sanh áp dụng chúng sanh được lợi lạc, chứ bây giờ cứ đưa ra những cái khó và trừ tượng, nghe thì nghe hay đấy nhưng mà áp dụng không được, đâm ra thì mất phần. Cho nên các ngài khế lý khế cơ ở chỗ này, các vị nhớ chưa? Cho nên chúng ta đừng có phân biệt chấp trước, đừng nghĩ là tổ này nói ở thời điểm nào, ở lịch sử nào, giai đoạn nào. Nhiều tổ nói trong một giai đoạn là không có tư tưởng gì động vào đại sư bị biến lấp, thì nó nói người ta nói là đúng chứ không sai, nhưng mà khả năng chúng ta không được, đúng không? Cho nên chúng ta không có chê bai, chê bai là chết. Đây là tổ thì người ta đều có trí tuệ cả rồi, đúng không? Nhưng mà các đều là giải thoát hết, nhưng mà chúng ta căn cơ ta không phù hợp thôi. Chuyện người hạ căn vãng sanh trong niệm Phật cảm ứng, cho nên ở trong bên cái chùa Hồng Nguyện đã phát ra 3 tập niệm Phật cảm ứng lục, cho nên chúng ta có quyển 100 câu chuyện về nói về cảm ứng rồi. Các ví dụ mà các ngài mà đưa ra ấy, phần nhiều là thành phần hạ căn liệt trí, không có trí tuệ, không có học vấn, không biết chữ, thậm chí chưa từng ăn chay là gì trong cái câu chuyện ấy, đúng không? Đấy, Phật A Di Đà ký thành phần như thế này này. Chưa xuống chưa ra được câu chấp bảo là chưa ăn chay, có ăn chay nhưng không ăn chay, rồi chấp lọ chấp kia, rồi chấp thiện ác. Đây này, trong cái những câu chuyện 100 câu chuyện cảm ứng đấy các vị, làm Phật cảm ứng đấy, người không có tu hành gì cả, người cả đời làm ác, người cả đời không biết ăn chay là cái gì cả, cả đời chưa biết chữ Phật pháp là gì cả. Thế nhưng mà khi như vậy là lúc đến lúc cuối đời, nên lúc lâm chung rồi, thì như vậy là bảo niệm Phật thì người ta niệm Phật thế thôi, đơn giản như thế thôi, chỉ cần như thế thôi, cầu rất là đơn giản, đúng không? Thế thì người ta này rất là thù thắng. Còn những người cậy tu cậy lọ cậy kia thì lại cuối cùng là sao? Đấy, họ đem một bụng đầy phiền não để làm Phật, nhưng rốt cuộc những người như vậy khi đến nói chung xác thật được vãng sanh, những câu chuyện thể hiện rõ ràng lòng từ bi cứu độ của Phật A Di Đà. Cho nên chúng ta đi chợ duyên chợ liệm thế, nhưng mà chẳng cả đời chẳng biết Phật pháp gì cả, nhưng mà sao khi mình Phật mình đến là Phật đến, người ta như vậy tướng người ta để lại phải tướng rất là đẹp, có đúng không? Đạo tràng chúng ta có rồi đấy, bác Hoặc đấy, bác tự tài không, bác làm thế nào vẫn thế, không ai động đến, làm chéo giường các vị nhớ chưa, các vị nhìn thấy không, bác Hoặc bác làm chéo giường ai có xê xích gì bác đâu, bác vẫn làm chéo mà tự tại như thế. Mà như vậy là có cần phải niệm gì đâu, quả quyết vẫn đây vô hù, cuối cùng vãng sanh thì coi trong một sát la về Phật rồi, chứ không phải là bao thứ gì đâu, không phải cần niệm bao tiếng đâu, một niệm là tất cả rồi. Nhận được câu thì một niệm là trong một sát la được về Phật rồi, một niệm là Nam Mô A Di Đà Phật thì 1000 niệm, một tiếng cũng là vậy, 8 tiếng vậy là cả đời cũng vẫn là câu Nam Mô A Di Đà Phật, nó giống nhau cả thôi. Nhưng ai nhận được thì một niệm là nhận được rồi, các vị ạ, là bác đi rồi, có đúng không? Nó thù thắng cái chỗ này. Còn những người kể đây là, còn kể cả những người xuất gia, những kẻ đa tài thường căn ở trí dũng mãnh tinh tấn mà được vãng sanh thì mọi người cho là đương nhiên. Nếu mà những người thì hiện như thế mà được vãng sanh thì nó đương nhiên rồi. Nhưng mà chúng ta lại tu được không được như thế thì ta lại mất phần, cho nên là người ta thể hiện lấy những ví dụ những người rất bình thường rồi mà được vãng sanh thì nghĩa là bao được tất cả, bao dung tất cả các vị nhớ. Còn lấy những người xuất gia để những kẻ đa tài, những người thường căn là trí dũng mãnh tinh tấn mà người ta được vãng sanh, cho nên là những người mà thì hiện là cõi ta bà này, tất cả những vị Phật Bồ Tát thì hiện ta bà này, mà nếu mà người ta thì hiện là người thượng căn lợi trí hoặc là những người trí tuệ tuyệt vời vân vân vân, thì đấy là hại chúng sanh. Người ta lấy cái tướng đó để người ta vãng sanh, người ta tính cái tướng đó để thành tựu, tức là hại chúng sanh. Bởi chúng sanh nhìn cái tướng đó thì làm sao, bởi vì các ngài là Phật Bồ Tát thì các ngài làm được, như chúng con làm sao làm được, đúng không? Cho nên các ngài chúng mới thực hiện, vì các ngài làm những người thực hiện những người bình thường nhất. Các vị nhớ nhá, Phật Bồ Tát thì hiện những người rất bình thường trong chúng ta này mà người ta vãng sanh, người ta là cái mô phạm, làm cái như vậy thân giáo để cho chúng ta nhìn vào đó, à ông này vãng sanh, bà này vãng sanh thì tôi cũng được vãng sanh. Các vị thấy không? Chứ không phải thì hiện những một thân cao quý rồi một lão hòa thượng trông tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ rồi nói năng ra rất là hay, thì loại kia cái chuyện đấy thì ảnh hưởng. Để xong này khi sắp chết rồi ta là người, ta là đắc, ta là thế loại kia, thì cái này là hại chúng sanh chứ không phải là độ chúng sanh.
Nhưng người Phật Bồ Tát thì hiện với những người chân chất niệm Phật, những người ngu ngu gà gà. Nhưng mà khi chết đi để lại như vậy là cả một thân xá lợi ở bên Trung Quốc, các vị nhớ chưa? Con với bà cụ, bà bảo là con giận con 5 năm sau thì các con đã công bố cái việc này, bởi vì khế chưa khế cơ. Cho nên cái người mẹ giận ấy, bà ấy chết, bà ấy để lại toàn bộ mùi hương thơm, để lại cả một cái thân, toàn bộ là xá lợi hết, vì hiện nay không chôn. Các vị nhớ chưa? Đó, đấy là Bồ Tát thì hiện, Phật thì hiện đấy. Người ta âm thầm thị hiện vào làm người phàm tục, không có cái gì cả, không có hoàng dương, không có gì cả, nhưng lấy cái thân giáo đó để hoàng dương, các vị ạ. Các vị thấy không? Chứ không phải là cứ phải cao siêu bởi như vậy là các ngài không có đọa đâu, toàn là chúng ta, tự chúng ta là cao siêu thôi, còn các ngài là thị hiện đó, nha. Cho nên chúng ta không biết đâu, chúng ta gần Phật Bồ Tát mà chúng ta chưa chắc đã biết đâu. Âm thầm đấy, đạo tràng chúng ta có mà cứ chúng ta không biết đâu. Nhưng mà con nhìn đây tất cả là Bồ Tát hết. Nhìn đây tất cả là Bồ Tát hết. Vì vậy chúng ta không lấy những người này làm trọng điểm. Cho nên những người mà thể hiện như thế, chúng ta không nhìn vào đó để nói gương. Nhìn vào đó nói gương thì chúng ta làm sao mà học được người đó để nói gương, đúng không? Chúng ta phải nhìn vào những người kia là bà lão rồi à, không có biết gì cả. Nói Phật, Phật nào nhỉ con? Từ xưa này mẹ có biết làm Phật gì đâu, mẹ toàn làm Bồ Tát thôi, đúng không? Thế bây giờ dạy làm Phật thì thì bây giờ con dạy mẹ làm Phật thì mẹ làm Phật. Đấy, những người chân chất như thế đó, người ta vãng sanh như thế đấy, học những bài có đúng không ạ? Hoặc là học con sáo, con chim, nó có biết phân biệt gì đâu. Bởi vì cái câu này, câu Nam Mô A Di Phật là cái công năng, công năng tự nhiên, cũng như viên thuốc tự uống vào tự nhiên vậy nó hóa giải được bệnh, cần gì phải lý giải đâu. Nhưng mà chúng ta cứ lý giải thôi là khổ, là do chúng ta, đúng không ạ? Cho nên học những người ngu mơ phù khờ như vậy không biết gì là học cái thế này. Nếu lấy những người, người mà có thượng căn đại trí, những người xuất gia làm trọng điểm để tránh làm mọi người hiểu lầm rằng phải tu tốt như vậy để vãng sanh thì rất là nguy hiểm. Ngược lại phải lấy chọn những câu chuyện những người hạ căn đại trí họ niệm Phật cũng được vãng sanh để khơi dậy tín tâm của mọi người, chúng ta niệm Phật đều được hết. Đó, những câu chuyện trong niệm Phật cả bốn thì như vậy là có một số ít dẫn chứng lịch sử, còn lại phần lớn là chuyện của những năm gần đây của những Phật tử kể lại và những đạo tràng kể lại. Người ta như vậy là thực sự là sự chứng, các vị ạ, người ta nói ra rất mổ nhiệm. Thế qua cái bài như vậy là nhiếp chọn tất cả các cơ, các căn cơ tất cả của chúng sanh này, chúng ta hiểu rõ chưa? Chúng ta có bị bỏ rơi ra ngoài không? Người nhà chúng ta bất cứ ai có bị bỏ rơi ra ngoài không? Không, đúng không? Từ con vật đều được hết. Đó, cho nên chúng ta hiểu rõ ràng, chúng ta áp dụng, chúng ta không lo lắng gì hết. Nhưng mà muốn là lấy cái này gì? Chỉ có lấy mỗi câu Nam Mô A Di Đà Phật và tôi ngoài ra tất cả là bỏ nhá. Chỉ có mỗi câu Nam Mô A Di Đà Phật mới cứu được người ta, còn tất cả là không có gì cứu được đâu. Cho nên chỉ có mỗi là, bởi vì cái này là cái nguyện của Đức Phật này, là Phật kia lập thệ nguyện rộng lúc ở nhân địa, chỉ có mỗi cái nguyện này mới cứu được thôi, còn ngoài ra buông hết xuống, lấy cái gì khác là bậy bạ hết rồi, không có, nó làm không cứu được. Chúng ta phải áp dụng. Chúng ta sang tiếp cái chương sau, tức là cái chương 11 chẳng luận. Các ngài dẫn dắt chúng ta, các vị thấy hay không? Bây giờ đến chẳng luận thời tiết, trước thì không luận căn cơ, không luận trình độ, bây giờ chẳng luận thời tiết. Thời tiết là gì? Thời tiết nghĩa là thời gian. Chắc vào đây ta tu lâu, ta niệm Phật lâu, người mới đến, vừa đến lại coi thường. Đồng tu chúng ta rất là có cái này đây, phân biệt chấp trước. Người mới vào đạo tràng, người vừa mới được tu lâu, tôi biết cái pháp môn này lâu, tôi dạy bà không biết là chết. Chỗ này đây, chúng ta đặc biệt lưu ý chỗ này nhá. Đây là chẳng luận thời tiết, xưng danh quyết định vãng sanh. Đấy, cho nên các ngài dẫn dắt chúng ta lớp lang thứ tự, cho nên chúng ta phải đặc biệt những này. Nhưng quan trọng nhất là phải hiểu được cái bài trước mới được nắm được cái bài này. Cái bài trước là ý nghĩa công năng, chúng ta phải nhớ cái bài trước nhá. Cái chúng ta không hiểu được cái câu sáu chữ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, không hiểu được cái ý nghĩa, không hiểu công năng, cái công đức bất khả tư nghị của cái câu ấy, thì chúng ta cũng không bao giờ làm được cái việc này, có đúng không ạ? Thế cho nên khi mà đã hiểu rồi thì bất luận chúng ta là cái gì, bất luận chúng ta là người ác, bất luận chúng ta là người như thế nào, chúng ta khi mà hiểu được cái câu ý nghĩa là chúng ta niệm là chúng ta được, đúng không? Rồi bất luận chúng ta tu mau, tu trước hay là tu sau, biết trước biết sau, chúng ta hiểu được câu thì một niệm là chúng ta bằng cả đời cũng bị niệm rồi. Các vị nhớ chưa? Chẳng luận thời tiết là như này. Thời tiết nghĩa là thời gian niệm Phật dài hay ngắn. Đức Phật ai là chẳng quản là thời gian bạn niệm Phật, bạn biết pháp môn này lâu hay mau.
chỉ cần bạn xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tất nhiên được vãng sanh tịnh độ rồi, có thế thôi. Ai bảo là bây giờ là bảo là niệm bao đến bao giờ? Ai bảo là bây giờ tôi biết trước thì tôi được, còn bây giờ bà biết sau thì bà phải học rất nhiều nhá. Như ở cái này là sai rồi, không hiểu, đâu không hiểu. Trong kinh Đức Phật nói Tây Phương Cực Lạc thù thắng như vậy, tốt đẹp như vậy, rất nhiều người trong tâm muốn vãng sanh nhưng đắn đo suy nghĩ. Bây giờ mình còn chưa quy y. Đây, cái chỗ này này, chúng ta phải nhớ đây, rất nhiều người bây giờ hiện nay còn đang đo, đúng không? Quy cũng chưa biết, Phật pháp cũng chưa biết. Quy chưa biết là cửa chùa làm sao bây giờ chúng ta đến chúng ta bảo là mẹ ơi, bây giờ mẹ niệm Phật đi. Để như vậy là Phật đưa về Tây Phương Cực Lạc, cái nhiều người bây giờ cũng hoảng bảo là từ xưa đến mẹ chẳng đi chùa gì cả. Quy mẹ cũng chẳng biết quy là cả. Rồi nhưng Phật đâu bạn cũng chẳng biết Phật như nào cả, mình chẳng có tu gì cả thì bây giờ mẹ làm sao được vãng sanh? Thì bây giờ lấy cái bài này để giải cho người ta. Đúng không? Để nói cho người ta Đức Phật A Di Đà bao dung hết, bạn có được vào ra không đặt yêu cầu không, không như vậy là bảo là phải quy, quy là đúng. Nhưng mà chưa quy cũng không sao. Quy để biết và lương và học và hành, hiểu rồi thì phải hành, phải tu. Thế nhưng mà bây giờ có Đức Phật A Di Đà biết mình không tu được rồi, thì bây giờ như vậy là bây giờ cô bảo con đi quy không? Bây giờ quy ai? Quy Nam Mô A Di Đà Phật thôi là đủ hết rồi, các vị nhớ chưa? Chứ mà đối với chúng ta những người chưa quy y không cần phải quy y cũng không sao cả. Cho nên chúng ta yên tâm nhá, người thân chúng ta chưa quy y cũng đừng lo nhá, cũng đừng phải mời cầu kỳ quá bắt thầy đến quy y cho như vậy là hưng linh rồi quy y cho người. Bây giờ mẹ con bây giờ cuối đời rồi, mẹ con ân hận rồi, chưa đến chùa chưa quy y, bây giờ nhà mời nhà sư đến nhà con quy y cho con, không cần thiết. Quy được tốt mà không quy được không sao, đúng không? Quy Nam Mô A Di Đà Phật chỉ có mỗi Nam Mô A Di Đà Phật mới cứu được, chứ còn bây giờ làm gì có thời gian đâu quy Phật quy pháp quy tăng rồi học Phật học pháp học tăng nữa. Quy kia là gì? Là cái biểu pháp thôi, là dẫn dắt chúng ta để biết lương vào Phật. Nếu mà pháp nếu mà tăng lương vào Phật, đầu tiên phải lương vào Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mà lương Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thì Phật dạy mình cái gì? Niệm Phật cũng là dạy mình niệm Phật mà thôi. Thế bây giờ biết niệm Phật rồi thì còn gì phải quy lại từ ban đầu nữa. Các vị nhớ chưa? Cho nên không cần phải lo mẹ ta, người thân ta đã quy và chưa quy. Cứ giận niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, con sáo nó có biết quy cái gì đâu. Con vật nó biết quy cái gì đâu, tại sao được vãng sanh. Có đúng không? Thế bây giờ cứ nói là cái những người quy rồi mới được vãng sanh thì bây giờ hỏi xem có bao nhiêu người quy. Thì Đức Phật A Di Đà độ được mấy người? Có đúng không? Cho nên độ tất nhá. À cái chỗ này không phải lo như thế, cho nên nhiều người bây giờ người ta có tâm trạng người ta lo như thế thì mình cũng hóa giải cho người ta luôn. Phật A Di Đà không chấp cái chuyện này. Quy rồi mà không có chịu làm theo thì đâu gọi là quy. Chúng ta đều quy Phật quy pháp quy tăng rồi, nhưng con hỏi và con đều giải thích cho con thì cũng không giải thích nổi. Quy Phật như thế nào, Phật quy pháp, Phật dạy mình như nào, tu như nào, có làm bao giờ làm theo đâu mà gọi là quy. Kia nghe danh mà như vậy không biết là cũng là không nghe, mà quy rồi mà cũng là chưa quy mà thôi. Bởi quy có làm theo đâu mà quy, mà cứ vỗ ngực ta có cái thẻ, có thẻ quy đây rồi, có cái điệp đây rồi mà đi thầy lên hỏi đi cái điệp quy đâu. Tôi đi tìm quá hoảng lên được hết cả nhà đi khóc bếu rồi, rồi mẹ con để đâu rồi, bây giờ không có thì làm sao đây, thôi chết rồi. Thầy bao giờ thầy nào đến nhà nói là thiết cái điệp đâu, quy đâu, để đây vỗ đầu riêng cho cụ. Nguy hiểm thế, mê muội mức độ như thế, quy để làm gì? Mang cái điệp ấy để mà được vãng sanh nhỉ? Quy để mà học, để mà làm theo chứ, nhưng mà không học không làm theo thì làm sao mà được đúng không? Thế cho nên là chúng ta mê muội nó cùng cực các vị đó. Mà thầy dẫn dắt chúng ta cũng hay à, đến nhà nào cũng thấy cũng cứ hỏi xem đã có đã cụ đã quy chưa, không có lại quy lại, đúng không? Cho nên chúng ta không cần, chúng ta đến đây quy Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật được Phật cứu, đúng không? Cho nên cái này chúng ta nhớ. Để ra bỏ nghi ngờ, Đại sư Thiện Đà bảo chúng ta niệm Phật vãng sanh, bất luận thời gian lâu mau, bất luận chuyện bạn tu lâu hay mới học, không quan trọng. Ông học đến 10 năm cả đời rồi, như vậy là ông không vãng sanh, vẫn không vãng sanh. Nhưng người ta vừa mới nói đấy, người ta niệm được ngay người ta vãng sanh. Cả đời người ta lúc lâm chung người ta bảo niệm Phật đi, niệm Phật vãng sanh. Mình học cả đời cuối cùng chết vẫn đọa, vẫn đọa. Cho nên tại sao người ta nói là niệm Phật mà đọa vẫn đọa có không? Ừ. Thế nên chúng ta đừng có cậy chúng ta như vậy tu mau. Tu như vậy là học rồi nhưng mà có ngộ đâu. Học nhiều nhưng không ngộ thì cũng bằng những người không học mà thôi.
mà còn còn chấp vào cái chuyện học nữa, để đi làm sai nữa thì còn ngộ, còn điên đảo hơn, còn nguy hiểm hơn. Các vị nhớ thế này nhé, cho nên những cái bài này tôi có nói quan trọng vô cùng đấy các vị, quan trọng các vị nhớ. Cho nên các vị học những cái bài này rồi thì phải đi nghe những thầy chỗ khác mà giảng các pháp tổng hợp, các vị nghe hiểu ngay, không có gì cả. Nhưng mà đi sâu như này là không có đâu, làm gì có thời gian, chỉ có đạo tràng ta có thời gian này, chứ còn giờ có thầy nào ngồi mổ xẻ là như chúng ta chia sẻ này từng phần từng tí mà. Chẳng luận thời tiết, văn thời tiết, cái này có cả cả bài ở trong Quán Ghi Sớ đấy nhá. Trên thì suốt một đời, dưới đến một ngày, một thời một niệm, đấy. Hiểu một pháp này thì cả đời phải giữ. Trên thì suốt một đời, bây giờ đến một đời rồi, cả một đời thì tu rồi, cũng như cụ Khang đây là 80 tuổi rồi, cả đời. Bây giờ biết ngày nào là biết rồi, đời cả đời. Ngày mai chết thì còn một ngày nữa, ngày mai từ giờ ngày mai. Dưới ngày mai còn một giờ nữa, ví dụ đấy, được bao nhiêu, ví dụ còn nói đấy, cả đời biết rồi, xong xuống cuối cùng đến một liệu. Còn cái người như vậy là, còn cái người tu một liệu đến cả đời là sao? Khi cả đời người ta chưa biết tu tập, cả đời người ta chưa biết cái gì cả, mà khi bắt đầu lúc lâm chung, người ta được gặp được như vậy là có người đến bảo liệu Phật đi, người ta biết liệu câu Nam Mô A Di Phật, nhưng mà vì liệu câu Nam Mô A Di Phật để mạng người ta chưa hết, người ta còn sống lại 3 năm, 5 năm, thậm chí 7 năm, 10 năm nữa thì tức là đời người ta còn bao nhiêu người ta niệm Phật hết. Cho nên chắc còn sẽ phân tích về cái chỗ như vậy là lúc sống niệm Phật và lúc lâm chung niệm Phật nó có giống nhau và khác nhau như nào không? Các vị đặc biệt chú ý chỗ này, đặc biệt chú ý chỗ này cho con xem nó khác nhau và giống nhau chỗ này nhá. Cho nên từ một niệm, 10 niệm đến một đời một ngày, suốt một đời giống nhau hết, các vị nhớ chưa? Từ lúc phát tâm trở về sau không bao giờ thoái chuyển, thệ nguyện đáng sanh này chỉ lấy tịnh độ làm kỳ hạn mà thôi. Đại sư Thiện Đạo ở trong Quán Ghi Sớ nói về thời tiết niệm Phật dùng 3 câu để trình bày. Câu 1, từ nhiều đến ít. Trên suốt một đời niệm Phật, dưới đến một ngày, một giờ, tối thiểu một niệm, trong một niệm. Câu thứ 2, từ ít đến nhiều, tối thiểu bắt đầu từ một niệm cho đến 10 niệm, lại đến một giờ, một ngày, cho đến suốt đời. Tức là từ cái lúc bắt đầu biết niệm đến lúc sao, lâm chung. Mà từ lúc tưởng lâm chung toàn chuẩn bị chết rồi, bắt đầu mới biết niệm Phật thì mà lại không chết, thì bắt đầu lại niệm đến lúc nào, đến lúc lâm chung sau thì đấy là còn lại cuộc đời còn lại đến hết một đời. Các vị nhớ chưa? Hết đời tức là lúc chấm dứt lúc lâm chung. Nguyên tắc đây là nguyên tắc căn bản, nội dung chủ yếu ở chỗ từ khi phát tâm niệm Phật, phát khởi tâm nguyện muốn sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì suốt một đời niệm Phật không thay đổi, không thay chuyển, mãi đến lúc lâm chung bác sanh. Vì mỗi người gặp được pháp môn tịnh độ có sớm có muộn. Đây chúng ta đây có người như vậy, chúng ta đều là gặp tịnh độ nó có sớm có muộn đúng không ạ? Gặp được pháp tha lực này có sớm có muộn ở đây như vậy là rất nhiều tầng lớp. À, có người vừa mới biết. Đấy, nhất là những người chúng đến chùa, chúng ta đã tránh tay đến chùa các vị mới biết. Thế như vậy có người rất là vui là sao, có người thì biết từ đầu đúng không? Có người biết, nhưng mà chúng ta không chấp vào cái chuyện có sớm có muộn. Vì mỗi người đến tịnh độ có sớm muộn, thọ mạng vời đồng thời từ cái lúc lâm chung thì có ai giống nhau không? Có khi ngày mai có được người đạo tràng ta ra đi, có khi người như vậy giam 30 năm nó mới có người ra đi, ví dụ thế. Có người không ai cùng một lúc ra đi cả, cho nên là khi lâm chung cũng có sớm có muộn khác nhau. Thọ mạng của mỗi người cũng rải ngang khác nhau, cho nên nói từ ít đến nhiều, từ nhiều đến ít là như vậy. À, nhớ cho này nha các vị nhá. Cho nên là không có phân biệt thời gian lâu mau, thời gian biết sớm biết muộn, chỉ biết là sao có giữ được không thôi. Ông biết sớm nhưng mà ông có giữ được không? Tôi biết muộn nhưng mà tôi giữ được, đúng không? Và tôi hiểu được, tôi ôm chặt cái nó, tức là sao? Hệ niệm đấy, hệ tức là buộc chặt, niệm tức là tương tục, đúng không? Lúc nào tôi cũng giữ được cái câu này. Ai giữ được, quan trọng nhất ai giữ được nhá. Còn có cô bảo là tôi biết đâu rồi nhưng mà tôi cứ nhả ra thì làm sao mà không giữ được thì làm sao mà được. Có cái người ta vừa biết người ta ôm chặt, nó biết là thật thì người ta ôm đấy, thì cái người biết sau là người ăn thua, còn người biết đâu rồi chẳng ăn thua gì đâu. À, nhớ nha. Văn chánh định hiệp trong Quán Kinh Sớ: người nhất tâm niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, đi đứng đằng ngồi, chẳng luận thời gian lâu mau nha. Không cần luận thời gian lâu mau, đi đứng đằng ngồi miễn là lúc nào cũng giữ được. Đó, cái người người ta mới, người ta đi đứng đằng ngồi, người ta đang ngồi gì mà, đúng không? Nhưng mà anh như vậy là biết lâu rồi, như vậy là đi anh cũng chẳng nhớ, ngồi đây cũng chẳng nhớ, đi anh toàn nhớ theo bà, toàn là những việc
Phật sư anh cứ nói phải đi làm cái việc Phật sư, cho nên con thấy rồi là bây giờ con ít đi lắm. Trước cũng hay đi nhưng mà bây giờ thấy rồi đi cũng chưa chắc ăn thôi gì đâu, chẳng giải quyết gì đâu, cho nên bây giờ cũng ngồi nhà giữ cũng được rồi. Quan trọng là giữ nhé. Cho nên tổ anh quang vào đóng cửa vào dán chữ chết hoàn lấy kỳ hạn chết để bán sanh, lúc đó mới thực. Bởi vì sao? Mình vãng sanh là mình thành Phật cơ mà, thành Phật để cứu người không chúng sanh cơ mà, chứ không phải là tôi ở nhà để tôi không cứu đâu. Đấy mới là tâm thượng cao thượng Bồ Đề. Các vị ạ, chứ bây giờ mình cứ vãng sanh thôi, còn có khi mình mất cả phần vãng sanh. Bởi vì mình chấp vào cái việc mình đi làm, chấp vào cái việc đi làm thì nó xa lại rơi vào tự lực mất rồi, lại ta rồi, lại bỏ Phật rồi. Cho nên là nó lại vãng sanh rồi, chứ lên thiện lên đạo rồi. Nhớ, cái này chỗ này là chúng ta nguy hiểm lắm, chúng ta phải tỉnh giác cái này. Các vị nhớ chưa? Cho nên là cái bất luận cái người từ sớm từ mau, bất luận như thế nào, nhưng quan trọng nhất là có giữ hay không, Nam Mô A Di Đà Phật hay không, thành quả đó có giữ được không. Đấy, như đạo tràng ta chú Điền ấy, chú thỉnh thoảng chú mót thôi, nhưng mà chú cứ giữ thôi. Ở đây là trên phòng làm việc cứ Nam Mô A Di Đà Phật, công việc xong rồi cứ ngồi đây rung rung đôi mắt Nam Mô A Di Đà Phật, thế đó có giữ được hay không. Và thường thường nhớ thỉnh thoảng đến đây là nhớ đến đây, chứ không phải là cứ phải đến đây thường xuyên rồi cái nhưng mà không niệm được cũng chết, không nhớ được cũng chết, và không hiểu được cũng chết. Cho nên là chúng ta cái này là phải, mà không có để cứ như ngờ đi nha. Xưng niệm Nam Mô A Di Phật chỉ cần niệm niệm không bỏ chính là chánh niệm nghiệp. Chánh niệm nghiệp là gì? Là xưng niệm danh hiệu thôi, là giữ đây rồi, không thoái chuyển, không bỏ, không tu cái khác, không làm cái khác, không bị cái khác xe tạp, thì đây là chánh niệm nghiệp. Tất cả chúng ta đi đến là để tránh nghiệp mà thôi, đúng không? Tất cả hôm nay cũng bài chia sẻ, hôm nay cũng để đi tránh nghiệp, đi đến câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Còn những ai mà chỉ giữ được câu Nam Mô A Di Đà Phật rồi thì rất khoát đừng đến đây nữa, đến đây là lại là dở hơi đấy, đúng không? Nhưng mà chúng ta chưa được, đúng không? Cho nên chúng ta vẫn phải dùng cái chợ này, đó. Xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật chỉ cần niệm niệm không bỏ chính là tránh nghiệp, không kể thời gian tu học là dài hay ngắn, nên nói chẳng lượng thời gian lâu hay mau. Cho nên là cái pháp này chúng ta không có ai trí ai gì, cậy trí là chết rồi, khen trí là chết rồi, đúng không? Khen giỏi là chết rồi. Coi cứ ngu ngơ đi, cứ nhận mình là ngu dốt thì coi như vậy, đã ngu dốt thì không biết cái gì cả, chỉ biết mỗi câu là học được mỗi câu là vô ai gì đạo Phật. Thế là giữ chặt đấy, mình nói nha. Thì nó mới thành công. Con cũng làm, đang tập làm cái này, đang tập làm cái này. Những người được nói trong hạ phẩm hóa sanh trong quán kinh đều chỉ những người trong hạ phẩm hóa sanh, người ta chỉ niệm được một tiếng, mười niệm Phật lập tức được Đức Phật Đại Đà Tương Dẫn mang sanh Tây Phương Lạc. Đấy, người ta sướng không? Tại sao chúng ta niệm nhiều thế mà chúng ta lại không được như họ? Bởi vì chúng ta niệm nhiều hết, nhưng mà chúng ta cứ niệm cái một, nhưng mà chúng ta lại trong tâm chúng ta không có. Tâm chúng ta cứ nghĩ ta bà, tâm chúng ta cứ nghĩ về quay người ta, chúng ta lại quên mất Phật. Mồm ta nói là có Phật nhưng mà trong tâm ta không hề có tí Phật nào, đúng không ạ? Chúng ta không giữ, chúng ta một niệm một lúc ngoài mồm câu Nam Mô Phật này nó chán lắm, niệm mà cái nó nản lẽo, đúng không? Bởi vì chúng ta chưa hiểu ý nghĩa, chưa hiểu công đức, chưa hiểu là cái thủ thắng công danh hiệu. Cho nên học cái bài trước rồi chúng ta về học lại cái bài ý nghĩa công đăng công đức của công danh hiệu, cái bài quan trọng vô cùng quyết định cho chúng ta để chúng ta niệm được không. Tức là từ xưa chúng ta nghĩ là cái câu này niệm này chỗ nào cũng cứ thế thôi, như hát Phật thôi, đúng không? Chẳng thấy có tác dụng gì. Tất cả phàm phu chẳng luận là tội phước nhiều ít, thời gian lâu mau, chỉ cần trên 100 năm, dưới bên 7 ngày, 5 ngày, 3 ngày, 1 ngày, 1 tiếng, 1 liệm, đấy, chỉ cần như vậy liệm được một câu Lành Ngô A Di Đà Phật là được vãng sanh rồi, chẳng chút nghi ngờ. Đây xác định rõ ràng, không luận tội phước nhiều ít, chẳng luận thời gian lâu mau. Từ bi chưa? Các vị thấy từ bi chưa? Từ bi chưa? Các vị nghe chưa? Yên tâm chưa? Không có luận bất bàn, đừng ai bàn cái chuyện này, mà bàn cái chuyện này là phá Phật nha. Phật đâu có luận, không có bàn. Tại sao các vị cứ bàn? Đúng không? Ta có bàn, ta có chấp đâu, ta có bảo là người này không được vãng sanh, người kia không phải tội như này, thế này, thế này, khác mà cứ khai thị, cứ bàn cái chuyện này, không bàn cái chuyện này. Cứ bảo đi từ nay cứ bảo là Phật cứu đấy, người càng như thế càng được cứu, hồi đầu đi Phật cứu,
đúng không? Chỉ cần nhận ra hiểu ngài được cứu thôi, chứ còn đừng có bàn là tội ít rồi như vậy là tu lâu tu mau hay là bây giờ biết rồi có được hay không, không được, không bàn cái những cái chuyện này. Bàn cái chuyện này thì sao? Rơi vào tự lực rồi, công phu rồi, con tu lâu đúng không, con học nhiều, con có trí tuệ, con có công phu đúng không, rơi vào tự lực, quay về tự lực hết. Cho nên các vị ông giữa cái tự lực và cái tha lực nó chỉ cần mong manh thôi, các vị không hiểu rồi cái này quay về tự lực ngay, các vị nhớ chưa? Cho nên chỉ cần sởi một cái là quay về tự lực là bất phần vãng sanh, rất là cái này dễ thì cực dễ nhưng khó cực khó, dễ thì dễ lắm nhưng khó với vấn đề chúng ta là cực cực khó là vấn đề chúng ta phân biệt chấp trước. Chúng ta dùng cái thức này để mà trẻ ra, đúng không ạ? Phân biệt chấp trước. Việc vãng sanh phải dựa vào danh hiệu. Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật ai là chẳng hỏi. Thời gian niệm Phật của chúng ta dài hay ngắn, chẳng hỏi chúng ta niệm Phật được số lượng nhiều hay ít, chẳng hỏi công phu niệm Phật của chúng ta sâu hay cạn, chẳng hỏi chúng ta có trí hay không có trí. Phật không hỏi những cái chuyện này. Tất cả điều này đều do phía chúng sanh đắn đo mà tự nghĩ ra thôi, chứ được có Phật A Đà không hỏi đến. Nhớ chưa? Vãng sanh không phải là dựa vào công phu của chúng ta, cũng không dựa vào khả năng tu chỉ của chúng ta, mà là dựa vào bản thân sáu chữ danh hiệu mà ta liệm mà thôi. Cho nên chẳng hỏi thời gian lâu mau, mà chỉ hỏi chúng ta có liệm Phật hay không, có giữ được câu Phật hiệu hay không, thế thôi, đúng không? Tuy nói chẳng luận thời gian lâu mau nhưng vẫn có nguyên tắc. Đây nha các vị, phải nói cái nguyên tắc này. Tuy nói là nói như thế nhưng mà chúng ta phải hiểu được, bởi chúng ta hay chấp trước cho nên phải có nguyên tắc cho chúng ta, chứ không có chúng ta lại chấp vào. Tuy nói như thế, nói như thế rồi ngoài đan rồi, đúng không? Thôi không liệu nữa, để lúc lâm chung mới liệu, đúng không? Thế thì không hiểu gì rồi, cho nên phải có nguyên tắc. Cho nên các ngài lại phân tích nguyên tắc như thế nào. Liệm liệm tương tục, liệm liệm không bỏ, tức là sao? Bây giờ từ lúc phát tâm về sau không bao giờ thoái chuyển thề nguyện vãng sanh này, tức là con đã nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì suốt đời con nguyện một niệm này, khi con biết rồi thì cũng như là một niệm này là giữ được cả cuộc đời luôn. Một niệm mà như vậy là sao? Là tất cả các niệm. Khi con biết được cái một cái niệm này là niệm gì, niệm cái quả của Phật, niệm cái này là cái để quyết định cho con vãng sanh, thì cả đời lúc nào con có bỏ cái này không? Không bỏ, có đúng không? Tức là một niệm mà bao tất cả các niệm, mà tất cả các niệm cũng quay về một niệm này thôi, không phải là ở con niệm một niệm này không ăn thua, một nghìn niệm cũng không ăn thua. Đã không hiểu thì một nghìn niệm cũng không ăn thua, có bị nhớ cho con chỗ này không? Một niệm mà đã không hiểu thì một nghìn niệm cũng không hiểu, một đời niệm Phật cũng không hiểu, còn đã hiểu rồi thì một niệm Phật cũng như là một đời niệm Phật giống nhau. Cho nên là một niệm cũng như mười niệm, mười niệm cũng như là niệm niệm, mà cả đời niệm Phật cũng giống nhau hết. Nhưng mà quan trọng nhất là hiểu hay không thì người ta liệm một liệm là được rồi, các vị nhớ ra, và người ta giữ đấy thôi, không bỏ thì ta được thôi đó. Thế chúng ta phải hiểu đây là nguyên tắc, cho nên là không thoái chuyển. Không thoái chuyển là gì? Lấy trình độ làm kỳ hạn, đây là nguyên tắc. Lấy lâm chung làm kỳ hạn, đây là nguyên tắc. Tức là người ta giữ được chánh niệm, giữ lạc giữ được cái niệm này, một niệm là được tất cả, không bỏ rào một niệm này rồi chắc con lại buông đi, con bỏ đi, đấy là rồi là hai niệm rồi. Tức là một niệm là anh có niệm đến cả đời cũng quy về một niệm này mà thôi, không bảo là ô tôi niệm cả đời nó khác mấy bà quy một niệm. Nhưng người ta niệm một niệm người ta giữ được cả đời, nhưng mà anh cả đời niệm nhưng mà không có một niệm nào, có thể nhớ cho này không ạ? Bởi người ta hiểu và người ta giữ được, tâm người ta chú được, có thể nhớ nhá. Đó mấy cái chỗ này rất là quan trọng. Cho nên là chấp con nói là niệm Phật lúc lâm chung lúc và lúc đương thời này nó có khác nhau hay không? Đấy, quan trọng là chết giữ được cái này. Giữ cái này thì lúc nào cũng như vậy là sao? Một niệm lâm chung đấy, bình sanh nhật thành đấy. Niệm Phật được vãng sanh vì bản thân câu danh hiệu giúp cho chúng ta được vãng sanh, cho nên Đức Phật A Di Đà không hỏi thời gian chúng ta niệm Phật lâu hay mau. Niệm 10 tiếng, 15 là dựa vào đâu? Không phải là chúng ta tính số lượng. Cho nên Phật nói là không lâu kể lâu mau, không kể công, đừng kể công người ta quan niệm xuất phải cả đời, nhưng mà cuối cùng chẳng nhận được cái gì cả, đúng không? Bởi vì có phải công phu mồm có quan niệm được lâu mà con được đâu, có phải là về phía con đâu, về phía câu này câu danh hiệu Nam Mô A Di Phật của Phật cơ mà. Cho nên cái người niệm một câu mà nhận được thì cả đời người ta nhận được rồi, còn cái người mà cả đời mà như vậy niệm và chấp vào con cả đời con niệm ấy thì cuối cùng như vậy là lại chấp về phía mình niệm. Các vị nhớ nha,
thì coi như rơi vào tự lực mất rồi, tức là về phía con niệm rồi. Có thể nhớ cái chỗ này hay tuyệt đối nha, có đúng không? Bởi vì cái này không phải thuộc về các con đâu, mà các con kể con cả đời con niệm người lắm rồi đúng không? Cái này là rơi vào tự lực rồi, mà rơi vào kể vào công phu rồi, cho nên là không kể nhá. Nhưng cái chỗ này hàm ý chỗ này, đây là cái tôi nói là cái nguyên tắc, cho nên chúng ta phải lấy kỳ hạn. Khi mà biết rồi thì chúng ta phải giữ chặt cái câu này, và kỳ hạn của chúng ta là đến lúc Phật tiếp dẫn, lúc lập trung. Liệu Phật được vãng sanh vì bản thân câu danh hiệu giúp cho chúng ta được vãng sanh, cho nên Đức Phật Ai Đà không hỏi thời gian chúng ta liệu Phật lâu mau, liệm được 10 tiếng chưa, liệm được 15 chưa, hay liệm như thế nào, Phật không hỏi. Mà chỉ cần bản thân chúng ta cho thấy công đức danh hiệu là ở phía câu danh hiệu, chúng ta có liệm được không? Nhớ chưa? Đấy, cho nên con nói là khi đã hiểu hành của Phật ấy thì có gánh nổi không? Có gánh nổi không? Chẳng luận đang hiện sống hay khi lâm chung, cái chỗ này nhé, các vị đặc biệt chú ý cho con cái này. Tại sao con đã như này rồi con lại còn gánh cái đỏ bên cạnh này nữa? Quay đặc biệt để con diễn giải cho các vị chỗ này nhá. Nếu trong câu Nam Mô A Di Phật không có công đức vãng sanh cho chúng ta thì mình có niệm gì hàng ngàn hàng vạn hàng năm trăm năm cũng có được vãng sanh không? Có đúng không? Thế có phải là chúng ta kể chúng ta niệm một năm, mười năm cả đời đâu? Mười năm cả năm cả đời là không thuộc về chúng ta. Bởi vì cái công năng của cái câu làm cho chúng ta vãng sanh nó nằm ở phía Phật, là cái để chúng ta niệm và chúng ta nhận. Còn không phải là chúng ta niệm, mà nếu mà cái công năng câu danh hiệu này nó không có công năng cho chúng ta vãng sanh thì chúng ta có niệm cái này cả đời, cả nghìn đời cũng không được vãng sanh. Bởi vì công phu chúng ta niệm Phật mà, đúng không? Cho nên Phật mới nói là nếu trong câu Nam Mô A Di Phật không có công đức vãng sanh của chúng ta thì bạn niệm hàng ngàn hàng vạn 15 trăm năm cũng không thể vãng sanh. Cũng như trong túi chúng ta không có đồng xu nào thì có lục mãi làm gì có tiền, có đúng không? Trong két chẳng có đồng nào cả mà cứ suốt ngày mở két lên đi tìm tiền, có tìm ra không? Thế mà đời này chúng ta không tìm cái gì để vãng sanh thì cả một đời này chứ nghìn đời, ti tỷ đời và đời này cũng vô lượng kiếp về sau này để tìm về phía chúng ta có tìm được vãng sanh không? Thế thì làm sao chúng ta cậy được là cả đời chúng ta có niệm Phật? Nếu cậy cái này thì lại rơi vào gì? Vào phía ta rồi. Mà cái này nó là làm ở phía Phật, làm ở câu 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên các vị đặc biệt chú ý chỗ này cho Phật. Cho nên đừng có chấp vào cái chỗ này nhá. Có nhớ là quan trọng nhất là mình niệm vào cái giữ được không? Có giữ được không? Và cái hiểu được không? Và giữ được không? Trong 6 chữ công đức vãng sanh của chúng ta, bây giờ chúng ta niệm thì ngay bây giờ công đức, thì ngay bây giờ có công đức. Cho nên các ngài nói rồi, chỉ cần sao ai nghe danh được công đức vô thượng cơ mà. Cho nên bữa trước con chia sẻ rồi, nghe danh nghe như thế nào? Một là người có trí tuệ, người ta nghe, và người ta như vậy là cái người gì thông tông thông giáo, người ta nghe được cái pháp cứu độ này là người ta giữ chặt đấy. Bởi từ xưa này tất cả các phương phái người ta không như vậy là có đường thoát rồi, có đúng không? Cũng như là thầy Thích Minh Thông ấy, thầy nghe đến bao nhiêu rồi, thầy tu định độ đến bao nhiêu năm rồi, năm nay 74 tuổi, thầy bây giờ mới chính thức thầy mới nghe được, và thầy buông được xuống bàn rằng thầy giữ chặt câu Nam Mô và bây giờ thầy không muốn đi dạy nữa, nhưng thầy bảo bắt buộc thôi, còn quay ở nhà để niệm Phật để giữ cái câu này thôi, còn không có thì thiệt lắm, đúng không? Đấy là người biết nghe. Hai là cái hạng biết nghe là gì? Không biết cái gì, nghe cái là cảm thấy nó thiêng liêng, nghe cảm thấy thích niệm Phật, là như các cụ lão thần niệm Phật ấy, người ta không biết cái gì, đấy cũng là người biết nghe, mà người ta biết giữ cái câu này thì đấy là người biết nghe. Còn như chúng ta mà biết nghe rồi mà cứ chành chẻ ra, thế này có đúng không, thế này có tin được không, làm gì có chuyện như thế, thì đã vứt đi rồi, là toi rồi, thì cả đời niệm Phật cũng không được. Các vị nhớ không? Đó, cái chỗ này này, phân tích chỗ này. Cho nên khi người ta nghe rồi, người ta niệm một câu, người ta có công đức vô thượng. Cho nên là phải phân tích, phải dành rõ chỗ này. Cho nên ai là người biết nghe thì chúng ta chưa biết nghe được thì chúng ta là ngu, cho nên đừng có tranh luận, đừng có bổ xẻ. Bởi vì cái pháp này gọi là bất khả tư nghi, pháp này Bồ Tát cũng không có bất khả tư nghi, đừng có nghĩ vậy chứ đừng có nói chúng ta, đúng không? Pháp này chỉ có Phật thôi. Cho nên trong 6 chữ công đức vãng sanh của chúng ta, bây giờ chúng ta niệm thì ngay bây giờ có công đức. Vì vậy đứng trên bình diện khác để nói, chẳng luận thời gian lâu mau, đừng có, nếu mà luận về thời gian lâu mau là tôi luận rồi, các vị nhớ chưa?
nếu mà luận về chất về lâu và màu là tự lực rồi. Cũng chính là chẳng quản bình xanh hay lâm chung, đây chỗ này đấy nha. Nếu mà như vậy thì có quản nước lâm chung và bình xanh không? Lại phân biệt rồi. Thế thì là giờ cái nước này còn đang sống với nước lâm chung có khác nhau không? Không có luận nha. Đây, chính vì đó mà ta niệm Phật cả đời cũng như là Phật lúc lâm chung một tiếng giống nhau hết. Thế cho nên là khi người ta niệm và người ta nghe được thì khi bắt đầu người ta niệm thì người ta có công đức rồi, công đức vô lượng rồi. Vì vậy đứng trên bình diện khác để nói, chẳng luận thời gian đâu mau, không, tức là không về nói về thời gian nha. Cũng chính là chẳng quản bình xanh hay lâm chung nha. Chỗ này các vị nghe cho con nói chỗ này nhá. Bình xanh tức là lúc này chúng ta đang sống này, bình xanh là chỉ cho chúng ta hiện đang vẫn còn sống, thân thể khỏe mạnh bình thường. Lâm chung là chỉ cho chúng xanh khi sắp bằng chung. Hai cái đó niệm Phật không hề khác nhau, các vị nhớ chưa? Thế là các vị bảo lúc lâm chung niệm Phật mới có công đức thì được vãng sanh, còn lúc này chúng ta niệm Phật có công đức không? Có giống nhau không? Hoàn toàn giống nhau. Bởi vì cái đây là kính cầu này là về phía Phật, chúng ta niệm là chúng ta được nha. Để thế nhưng tại sao bây giờ chúng ta chưa thấy được? Bởi vì chúng ta chưa tin. Chưa thực sự tin nổi cho nên chúng ta chưa được. Chúng ta đang bị gì? Bị cái tâm chúng ta nó bị hướng về gì? Ta bà. Bị tâm chúng ta bị hướng về cái gì? Cái chướng của ta bà nó đang kéo chúng ta, cho nên chúng ta chưa trụ được vài câu Nam Mô A Di Đà Phật này. Chúng ta thường có quan niệm sai lầm đối với việc vãng sanh. Các vị nghe chỗ này, cho rằng bình thường niệm Phật thì không tính, bây giờ niệm Phật là để cho quen à, nhá, cái này nhá, mang tính huấn luyện. Sao để cho nó quen mà, sau khi chết niệm là nó dễ, đúng không? Chỉ đến khi sắp chết thì câu Phật hiệu mới cần thiết, mới giúp đang sai. Đây là quan niệm cực kỳ sai lầm. Đây, cái chỗ này là sai của con nhận sai luôn. Bởi ngày xưa con đi chia sẻ cho người ta mà đến trợ duyên chứ phải chưa chuyện lẹ là đến bảo là ưng tạm siêu quen diễn tập. Rồi đến lúc khi lâm chung, đây là vào thật luôn, tức là lúc đó ăn ráp vào thật luôn để cho nó quen. Mình sai thôi, mình ngu si mình nói như vậy, nhưng đến bây giờ học cái bài này thì bắt đầu toán quả ra biết mình sai. Các vị thấy nó hay không? Tại sao cái lúc lâm chung niệm Phật bảo là có công đức, ở lúc này niệm Phật có công đức? Thế thì cái danh hiệu của Phật thì tại sao nó lại là có công đức lúc nào? Thì đấy là do ta rồi chứ không phải do Phật rồi. Vốn dĩ nó được rồi, nó là làm ở đấy rồi, nó là cái viên thuốc rồi thì uống lúc nào như nhau. Thế tại sao mà uống lúc này được lúc kia không được? Và đúng không? Thì lại phân biệt chấp trước rồi. Đây là cái chỗ sai lầm chúng ta, cho nên có đọc lại chúng ta chỗ này nhé các vị. Chúng ta thường có quan niệm sai lầm đối với việc vãng sanh, cho rằng bình thường niệm Phật thì không tính, bây giờ niệm Phật để tập cho quen thôi, mang tính huấn luyện. Bây giờ không niệm được thì cái lúc này không niệm được, đó bây giờ tập cho quen đi, cho nên dễ niệm, đến lúc chết thì dễ niệm, đến lúc người ta nhắc lại thì mình nhớ ra mình niệm, còn đến lúc đó thì không nhớ được thì chết, cho nên bây giờ phải thuần thục đi. Cái này là sai lầm, cái này là chấp vào như vậy là tướng chấp vào ta, lại chấp vào tự lực đi, cho nên cái giữ cái tự lực và cái tha lực các vị thấy ra hay không? Chỉ cần khởi được cái ý ngược lại cái nào rơi là ta mất phần vãng sanh rồi. Chỉ đến khi sắp chết thì câu Phật hiệu mới cần thiết, mới giúp chúng ta vãng sanh. Đây là quan niệm hết sức sai lầm, đúng không? Đấy, chúng ta phải nhận cái sai lầm để chúng ta làm lại, sửa lại. Cho nên con bây giờ con cứ học ở đâu là con sửa đến đấy, nhưng mà phải kỹ càng thì mới biết mới dám sửa, chứ không có chưa kỹ càng thì sửa thì sợ như vậy là nó lại không đúng rồi chết, đúng không? Phải kỹ càng. Phật được niệm trong hiện tại và Phật được niệm lúc lâm chung có phải là một vị Phật không? Cũng là một vị Phật. Ra ngoài thì là Phật, tại sao lại khác nhau được? Đâu có phải là hai vị Phật, có phải là cùng một câu Phật hiệu không? Cùng một cái quả của Phật không? Thì lúc này có công đức thì lúc kia có công đức, có không có công đức à? Thì đấy lại là do ta niệm rồi, lại chấp vào ta niệm rồi, đọc sai rồi, là không biết gì rồi. Công đức đều như nhau hết, mà niệm Phật là đều có Phật đến hết, nhưng chúng ta có nhận được cái không thôi. Vì vậy bình xanh hay lâm chung đều như nhau nha, các vị nhớ chỗ này nha. Công đức của danh hiệu Phật đều không tăng không giảm. Lâm chung nhất niệm vãng sanh thì bình xanh cũng một niệm vãng sanh nha.
khi mà giữa lâm chung và lúc chúng ta đang sống này chúng ta niệm Phật nó như nhau, thì khi lâm chung một niệm đã sanh thì lúc này chúng ta bình sanh này chúng ta đang sống thì một niệm cũng là vãng sanh rồi. Các vị nhớ cho con câu này, đặc biệt chú ý cho con câu này nhé. Đi vào phân tích, nói tới nói lui thì vấn đề nhiều, nói như nhiều lần lắm rồi vấn đề này, nhưng mọi người hiểu cho rõ ràng hiện tại chúng ta niệm câu Nam Mô A Di Phật ngay đây chúng ta được cứu độ rồi. Nếu tắt thở thì lập tức được vãng sanh thế giới Cực Lạc, nếu thở mạng chưa dứt thì cứ liên tiếp sống mãi đến lúc lâm chung, cứ giữ lấy đó. Bắt đầu mình hiểu rồi, mình nhận được là mình đã được rồi, và mình giữ được hay không đấy là cái quan trọng, giữ lúc lâm chung đó. Chọn đời niệm Phật chẳng luận thời gian lâu mau, không phải nói như tiểu tôi niệm một câu Phật, mười câu Phật hoặc một năm hai năm rồi không niệm nữa, đây là cái cơ chết của chúng ta. Như vậy là không đúng, tại sao như thế thì biết đi rồi, chẳng luận trong thời gian, chẳng luận thời gian lâu mau là muốn nói chúng ta niệm niệm không bỏ, chúng ta còn chấp vào thời gian ít là nhiều là sai. Một niệm mà như tất cả niệm mà, một khi một niệm là giữ được rồi, biết đâu là thật rồi thì phải chọn đời giữ nó, tại sao lại bỏ đi? Tức là anh không hiểu. Rồi anh trước là con công phu nhiều, con công phu ít, tôi nhận được nhiều, tôi nhận được ít, mà rồi tôi được bắn xanh, mà tôi nhận cái này không được bắn xanh à, toàn tôi rồi là chết rồi. Cho nên người đã hiểu rồi thì một niệm cũng như là cả đời, người ta phải giữ chặt đấy, đó là người ta không buông. Cho nên mới nói là chẳng luận thời gian lâu mau, không phải nói như kiểu tôi niệm một câu, mười câu hoặc niệm một năm hai năm rồi không niệm nữa, như vậy là không đúng. Tại sao? Vì như thế thì biết đi rồi, chẳng luận thời gian lâu mau là muốn nói chúng ta niệm niệm không bỏ, niệm niệm tương tục, đây mới là chất chỉ danh hiệu. Vì vậy khi Đức Phật A Di Đà nói hoặc một ngày hoặc bảy ngày, không phải hạn định ở một ngày bảy ngày mà là chọn đời niệm Phật, còn sống ngày nào thì niệm ngày đó, sống một năm niệm một năm, sống một đời 30 năm niệm 30 năm, sống 100 năm niệm 100 năm, anh phải giữ đó, anh phải biết. Anh mà đã biết rồi thì làm sao anh dạy thì anh bỏ, nhưng qua tay chúng ta chưa rõ, chúng ta chưa biết, chúng ta chưa chuyển để mà hiểu được. Cho nên cái bài ý nghĩa và cái công danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, cái công đức của người vậy là chúng ta phải đặc biệt chú ý để học lại nhá, cái này để chúng ta mới giữ nhá. Không qua chúng ta như vậy liệu khơi khơi nhưng mà lạt lẽo chúng ta bỏ rơi cái này thì bất Phật vãng sanh. Tổ sư nói niệm Phật chẳng luận thời gian là căn cứ này ở đâu, là cho đến mười niệm. Cái cho đến nó rộng lắm, cho đến là còn sống lúc nào là còn niệm lúc đấy. Anh sống một năm anh niệm một năm, anh sống như vậy một ngày anh niệm một ngày, anh sống một giờ chấp anh về anh còn niệm đến lúc còn một niệm khi lâm chung, còn đến lúc anh sống từ giờ như con sống đến ngày mai là con còn ngày mai, là con còn thời gian ngày mai nữa, con sống như vậy 15 nữa, con 15 nữa, con sống 20 năm nữa, con hạn định của con đến lúc lâm chung đấy là cho đến đấy. Cho đến là viên mãn, là viên mãn này thì lâm chung Phật tôi dẫn đến là mười niệm là viên mãn, các vị nhớ. Một đằng thì còn sống đi ngược lên, một đằng thì như vậy là mạng chung gần hết rồi, đi xuống cái thì cũng là cho đến, đúng không? Cho đến thời gian lâm chung là viên mãn nha. Đức Phật A Di Đà không hạn định thời gian chúng ta niệm Phật sớm hay muộn, khi sắp chết bạn mới gặp được thì niệm một tiếng, mười tiếng cũng thuộc phạm vi cho đến mười niệm, đúng không ạ? Còn khi chúng ta biết rồi thì chúng ta như vậy còn trẻ mà bạn gặp được. Đấy, như hiện nay một số các cháu trẻ nó đến thì nó còn ký thời gian nó còn dài lắm, thì nó biết cái này công đức quá thì nó phải giữ lấy niệm chứ sao nữa. 30 năm nữa nó mới chết rồi, 50 năm nữa thì cũng phạm vi cho đến 10 niệm, đúng không? Mà cái phạm vi 10 niệm mà nó lớn lắm, cũng từ như vậy là từ không tu đến như vậy là sao có tu, từ tri thức đến ngu si cũng là cho đến đấy. Nó bao gồm cái chữ này, tức là cái viên mãn này, nó bao hết này. Cái câu này nó 10 niệm lớn lắm, 10 niệm chỉ cho người sắp chết không kịp niệm nhiều, chỉ niệm được 10 câu, thậm chí 1 câu đấy cũng là như một đợt nha. Cho đến 10 niệm, cho đến 10 niệm, cho đến mỗi niệm không bỏ cũng đều là một ý hết, các vị nhớ chưa? Như là đều là một câu là được rồi, nhưng quan trọng giữ thì không thôi. Cho nên là các ngài phân tích ra để cho chúng ta hiểu thôi. Cho nên là cho đến 10 niệm là cho đến cả đời, cho đến một ngày, cho đến một giờ cũng là cho đến 10 niệm, cho đến mỗi niệm cũng vậy thôi, và cho đến mỗi niệm cũng vậy thôi, niệm niệm không bỏ cũng vậy thôi. Các vị nhớ được cái, hiểu được cái này nhá, cũng là một ý mà thôi, đúng không? Đừng lý giải sai lầm rằng chỉ niệm một câu Phật hiệu sau đó đi ngủ. Vì việc niệm Phật trong thành nguyện của Đức Phật A Di Đà là một quá trình tương tục.
Khi mà đã hiểu rồi thì nó cả một cái quá trình tương tục với chúng ta. Cái hạnh của Phật có dừng nghỉ không? Chúng ta nhận cái này là nhận cái hạnh của Phật, chúng ta có nghỉ không? Hạnh của Phật có dừng nghỉ không? Phật ấy à? Có nghỉ không? Thế chúng ta có niệm có dừng không? Tương tục niệm Phật là cứu mười phương chúng sanh đấy. Thì bây giờ chúng ta nhận cái hạnh này thì chúng ta phải tương tục chứ sao nữa. Chứ bảo là ơi ngon ăn rồi, ích kỷ quá, có mỗi ta thôi. Mỗi ta là tha chúng ta đi ngủ khèo, đúng không? Ta dưới chân ta thẳng tay ra gáy hò, để ta quên niệm Phật luôn. Niệm Phật đến lúc nào tự nó ngủ, kệ nó ngủ, đúng không? Nhưng mà bây giờ mà bỏ niệm Phật để đi ngủ, bỏ niệm Phật để con xem sách, bỏ niệm Phật để con làm cái việc khác, đây là coi ta không giữ được rồi, có đúng không ạ? À, để ta bị cái khác lưu kéo được rồi nhá, không giữ được rồi. Cho đến 10 niệm và tất cả những điều đó, cho đến niệm niệm không bỏ, đây là một ý. Đừng lý giải sai lầm rằng chỉ một câu lại đi ngủ, vì việc niệm Phật trong thềm nguyện của Đức Phật A Đà là một quá trình tương tục, cũng rất tự nhiên. Nó tương tục thôi, mình cũng đừng lý giải, cũng đừng nặng nề bảo hôm nay học cái bài này khó quá, không có gì cả. Đó là cho nên con nói là cái pháp này nó vốn tự nhiên, chúng ta đến đây cũng là tự nhiên, mà chúng ta tuân theo quy luật này cũng là tự nhiên. Cho nên các vị vừa rồi các vị sao, tất cả các pháp của Phật đều là tự nhiên hết. Chúng ta hôm nay kể cả chúng ta như vậy là tu theo cái pháp như vậy là thực dưỡng, ăn thực dưỡng cũng thế, tự nhiên hết. Chúng ta quy về như vậy là cân bằng âm dương là tuân theo gì? Tự nhiên. Có đúng không? Chúng ta mà giữ được giới và kể cả quay về cân bằng âm dương chỉ có ăn như vậy mới mè như vậy là mới cả mới cười như vậy là sao? Mới vừng mới cả như vậy là sao? À, cả nước mới mè thì chúng ta tuân thủ theo phép tắc tự nhiên rồi. Chúng ta đây là giữ giới đặc biệt rồi. Các vị nhớ chưa? Đúng không? Khi về trở về cân bằng âm dương thì sao? Trở về trung hòa rồi, không chấp, không phân biệt chấp chấp đấy. Trở về trung đạo chưa? Khi đã trở về trung đạo rồi thì những mày công hưởng. Khi công hưởng chúng ta trở về như vậy là tự tánh đã mở ra, tức là cũng là pháp của Phật có gì đâu. Nhưng mà chúng ta không hiểu rồi chúng ta cứ lại chấp vào là ừ. Nhưng mà cái đấy thì làm sao là khó lắm. Nhưng mà người nào cảm thấy như vậy để mà toàn thân này thì là vô nhiễm. Khi vô nhiễm rồi thì phải sao? Là pháp là cái thân này là gọi là thân này có phải là phàm phu được không? Không rồi, thân này không còn bệnh tật nữa, ô nhiễm, uống thuốc độc vào cũng không bị sao nữa rồi, thì con thân này có phải thân phàm phu được không? Trở về công hưởng chứ, trở về chúng đạo chứ, đúng không? Thì cũng đã đấy, trở về phát tánh hết là gì nữa. Nhưng mà chúng ta chưa hiểu được, chưa lý giải được. Nhưng bây giờ chúng ta học Phật, chúng ta tự nhiên chúng ta lý giải được. Kể cả ăn thực dưỡng cũng là tu đấy, trở về chúng đạo đấy, các vị nhớ chưa? Khi mà đã học rồi thì tự nhiên nổ ra hết tiếng pháp đạo của Phật. Và khi đã đạt được, nhưng chúng ta có làm được không? Chúng ta để ăn để làm sao cái thân này, để làm sao để như vậy đẩy hết cái tế bào đi, đồng thời như vậy là lấy cái kia để thay máu, thay tế bào mới, để thay toàn bộ tế bào mới, thay toàn bộ thân, từ thân này có vô nhiễm, không có bệnh tật nữa, uống thuốc độc vào cũng không sao, đúng không? Thì cái thân này không phải là pháp phú nữa rồi, trở về chúng đạo rồi nhá, thì cũng là thành tựu rồi đó. Đấy, cho nên là cái đấy chúng ta phải biết. Cho nên pháp nào cũng là hay à, nhưng mà coi chúng ta không làm được mà thôi, đúng không? À, cho nên chúng ta đã một niệm, đó là một khi bạn tin nhận quá trình của Phật là sao, là cái nguyện của Đức Phật đây là một quá trình tương tục, tương tục để cho chúng ta nên nào nó rất tự nhiên thôi. Đó là một khi bạn đã tin nhận sự cứu độ của Phật A Đà, một lần tin là vĩnh viễn tin. Đã một lần tin thì vĩnh viễn tin, nên biết một niệm cũng là vĩnh viễn niệm. Cho nên cho đến một niệm là chỗ này cũng như con nói là ở ta bà này, ở ta bà này, bây giờ con nói như này nhé, các vị nhớ lên cho con nhá. Thí dụ như vậy là một đứa trẻ bị lạc bố mẹ mà không biết là bố mẹ, bây giờ người ta cứ chỉ đại bố mẹ lấy gì được, con tin được, con không tin. Nhưng bây giờ khoa học người ta chứng minh rồi, người ta kiểm tra AD, đúng không? Máy móc kiểm tra rồi thì rõ ràng khi mà đã tin rồi thì dứt khoát ôm chặt mẹ, giữ mẹ gì đó, theo mẹ nó cùng gì đó. Cả đời, cả cuộc đời này, bao nhiêu đời này con không nhìn tìm mẹ, mong muốn lắm rồi, con đúng không? Thì đây có phải là con, thì bây giờ con rời mẹ không? Bây giờ con nói này, từ bé thì còn khao khát lắm, thiếu mẹ, thiếu cha, bị lạc. Bây giờ không tìm đâu ra mẹ, không tìm đâu ra cha, giờ người ta có cha, có mẹ, người ta sung sướng, hạnh phúc, nên con cô đơn, cô độc, con này, con khổ thế này. Bây giờ biết là tìm đâu, nhưng mà ông nào cũng bảo bây giờ thấy con dọ, con này ai cũng nhận con là ta là mẹ con, ta là cha của con đây, đúng không? Nhưng mà lấy cơ sở gì để mà tin, con không tin rồi, đúng không? Cho nên chúng ta đang niệm Phật chỗ này đây. Nhưng bây giờ có ADN rồi, thì mấy chỉ rõ ràng là đây là mẹ của con,
Thế bây giờ từ giờ tới đời con có bỏ mẹ nữa không? Không. Thế bây giờ chúng ta kiểm tra người qua tổ này dẫn chứng này, đây là đi kiểm tra ADN là đây là hoặc ai là mẹ của con rồi, chứ quan rồi con có bỏ không? Thế thì niệm một câu này đến lúc chết có bỏ không? Tự nhiên như thế thôi. Thế thì hiểu ra chưa ạ? Đấy nó tự nhiên, nó khó đâu, có khó không? Làm gì có khó? Có cái là con bỏ mẹ chứ mẹ đâu có bỏ con. Rõ ràng chỉ như thế thôi mà không chịu nhận. Là do mình không nhận chứ không phải là mẹ không nhận mình đâu. Chứ mà có nhận đâu, cho nên liêm Phật là nhận đi, nhận mẹ đi. Để mẹ lúc nào cũng bảo hộ, sống thì mẹ bảo hộ, chết thì mẹ đón. Thì tại sao không giữ chặt đây, mẹ? Đúng không? Ở đời thì cứ đi tìm mẹ ở đâu, cuối cùng mẹ đây, mẹ quan trọng này mà cuối cùng là đây. Đây tổ chỉ ở đây, Phật thiện, mẹ quay về để làm tổ, để chỉ đó là ta, chính ta đây. Đúng không? Thế mà con không tin. ADN là đây, là lời đấy, lời ở trong tổ đấy. Đúng không? Cái kiểm tra cần gì phải khoa học nào? Khoa học làm sao bằng ta, chính ta. À, các vị thấy không? À, thì đây là tự nhiên, nó có gì đâu mà phải khó. Được chưa? Cho nên nó là tự nhiên như vậy, cho nên không có gì là gọi là phức tạp cả. Cho nên một niềm tin, một niềm tin thì vĩnh viễn tin chưa? À, đã tin thì vĩnh viễn tin. Cho nên biết một niệm cũng là vĩnh viễn niệm chưa? Chúng ta hiểu câu này chưa? Một niềm tin là vĩnh viễn tin. Nhận được rồi, nhận nhau rồi làm sao bỏ được nữa rồi. Và một niềm tin thì vĩnh viễn tin. Tin lúc nào? Tin đến lúc mẹ thì hiện mẹ đón mình, về với mẹ rồi, rốt này ở bên cạnh mẹ rồi. Bây giờ còn đang xa thì con luôn luôn mong để mẹ hiện ra mẹ đón con. Nhưng mà vì con chưa được cảnh giới, con đang chờ đến cảnh giới đó, đúng không? Con đang vì ta bà, con đang ở cái ta bà này nó lôi kéo thì con chưa về được. Thì con chia sẻ cái bài hàng ngày con nước nào con bước hàng ngày, con bước Nam Môi Phật là con bước về Tây Phương, nhưng trên đường về thì vị như vậy là nó dụ dỗ, nó dẫn dắt, bởi vì con ở bên này nó quen rồi, con xa mẹ lâu quá rồi, con bao đời bao kiếp này con ở đây, đi chỗ nào cũng gặp bạn gặp bè, thậm chí gặp vợ, gặp kể cả người mẹ ở thế gian này, nó kéo thì con phải theo chứ, chẳng nhẽ con bỏ không được. Cho nên nhưng mà xong cái công việc con lại nhớ mẹ, con lại bước về với mẹ, đúng không? Cho nên một niềm tin là vĩnh viễn tin. Còn hàng ngày chúng ta như vậy là còn cái việc của ta bà này không khác gì trên đường về mà còn chướng, còn gặp thì con thôi mẹ. Cho nên nói là thâm tình, chỗ thâm tình của mẹ con, chỗ thâm tình cha con ấy, không bỏ được nhau. Có trách thì trách thế thôi, nhưng mà rõ ràng biết ta rồi, nó chướng rồi thôi. Cái việc cái con cứ làm đi, xong rồi cho con về với ta, đúng không? Cái bài con chia sẻ trong pháp nhân thường niên ấy. Cho nên một niềm tin là vĩnh viễn tin ở chỗ này nhá, nó là tương tục, đừng có bỏ. A Di Đà Phật nói cho đến một niệm, tôi chỉ cần niệm một tiếng sau đó không niệm nữa, trường hợp này chẳng khác nào người muốn qua biển vừa bước lên thuyền xong lại tụt xuống, đúng không? Như vậy là không được rồi. Cho đến một niệm chính là cho đến tất cả niệm, một khi đã bước lên rồi thì leo lên thuyền đi. Một niệm tức là tất cả niệm rồi, leo lên thuyền là tất cả niệm rồi, đúng không? Một khi chúng ta tin thuận Phật A Di Đà thì liền niệm không bỏ, liền niệm không nghỉ. Đương nhiên khi chúng ta bận làm việc thì thường quên niệm, lúc đi ngủ cũng không thể niệm được. Vì nói gì? Vì gì? Cái tập khí của con, cái thói quen của con. Thôi mẹ tha thứ cho con. Biết rồi, không phải nói. Đúng không? Thì mình mới tha thứ được có gì đâu. Đúng không? Thì con việc con cứ làm. Ta không bảo con buông, làm sao con buông được? Vợ buông con trong đó, con làm cho một phận của con đi. Nhưng mà đừng chấp vào cái đó mà không chịu đi, đúng không? Làm cho một phật rồi về với ta nhá. Chỉ cần nhớ xong việc rồi lại phải nhớ, tức là tương tục đấy. Xong việc rồi nhớ lại phát khởi suy nghĩ thì liền Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Phật, cứ xong việc là nhớ niệm Phật là được rồi. Đây gọi là niệm niệm tương tục, niệm niệm không bỏ. Đây cũng là cho đến một niệm, cũng là cho đến một niệm. Đây là chấp chỉ danh hiệu. Chúng ta hàng ngày chúng ta làm công việc của thế gian, nhưng đừng nghĩ là vấn đề tu tập. Nếu mà nói về tu tập, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đừng có một câu nào khởi lên nghĩ cái tu cái gì khác. Đừng nghĩ là chỗ này đến chỗ này để tu, đừng nghĩ là đến cái chỗ này để như vậy lấy công phu, đừng nghĩ thế này. Ngoài cái công việc của mình ra thì là Nam Mô A Di Đà Phật để về với Phật hết. Thì đấy là tương tục quý vị nhá. Đấy, còn nghĩ cái gì khác nữa là chết rồi nha. Người sắp bằng chung
một hơi thở cuối cùng, một niệm lập tức vãng sanh. Nếu hơi thở chưa dứt, sau khi niệm xong một câu Phật hiệu, họ sống trở lại, sống thêm 3 năm thì họ cũng niệm Phật 3 năm. Vì ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh, sắp chết nhưng vẫn không chết, mạng sống thì kéo thêm. Đấy, những người mà người ta như vậy là cận tử nghiệp rồi, nhưng mà người ta sắp chết rồi, người ta niệm Phật, người ta lại sống lại, người ta lại kéo thêm. Nhưng mà chúng ta đang sống năm răng đây, đang khỏe mạnh đây, tự nhiên đùng ta chết, thì ta thấy là cái cuộc sống của ta có mong manh không? Cái mạng sống của ta có mong manh không? Các vị nhớ không? Thế cho nên các vị niệm Phật đây, lúc nào các vị cũng xác định là lâm chung. Các vị nhớ chưa? Cái người lâm chung tức là cận tử nghiệp, người ta tưởng người ta chết, mình thấy người ta suy ra niệm Phật, tức là người ta niệm cái câu được cái câu lâm chung. Lâm chung niệm Phật tức là người ta rất tin, người ta niệm mà người ta sống lại được, thì người ta niệm liên tục. Mà chúng ta đang sống đây, chúng ta trật tự cái chỗ này, các vị nghe chỗ này rất là khó hiểu nhé. Khi các vị lâm chung, các vị tưởng người ta lâm chung, đến niệm Phật cho người ta, nhưng mà người ta không chết, người ta lại sống lại, người ta sống 3 năm, người ta niệm Phật 3 năm. Thì tức là giữa cái chết và cái lâm chung nó không có, nó rất là như vậy mong manh. Bây giờ chúng ta đang khỏe mạnh, chúng ta nghĩ là chúng ta đến bao giờ mới lâm chung. Thế trong chúng ta ra đường đụng xe cái có phải lâm chung không? Cho nên cái sự sống của chúng ta ấy, và cái lâm chung cái chết ấy, nó rất là mong manh. Cho nên chúng ta đều coi bất cứ lúc nào chúng ta đều là lâm chung hết. Chúng ta hiểu chỗ này chưa? Bây giờ ngồi đây nhưng chốc chúng ta đã chết rồi, gọi là vô thường đến đấy. Cho nên là mỗi niệm đều là lâm chung hết. Chúng ta phải hiểu đặc biệt cái chỗ này nhé, mỗi niệm chúng ta đều là niệm lâm chung hết. Cho nên nó giống nhau chỗ này. Bởi vì cái mạng sống chúng ta ấy, nó mong manh như mây làn mây khói đấy. Cái người tưởng lâm chung tưởng chết nhưng mà người ta lại không chết, người ta lại sống lại, có khi người ta sống 2-3 năm nữa. Thì người ta lấy cái đó làm liệu Phật đến kỳ hạn, đến lúc lâm chung thật. Còn chúng ta thì chưa có lâm chung thật, nhưng mà chấp trở thành lâm chung thật thì sao đây? Cho nên mỗi một niệm lúc đang bị sanh thì thành, lúc đang sống thì cũng là một niệm lâm chung, các vị nhớ nha. Cho nên là cái lâm chung này đối với chúng ta lúc nào cũng là rình rập chúng ta. Cho nên lúc nào chúng ta xác định là lúc nào chúng ta cũng là lâm chung. Cho nên niệm Phật nên lúc này thì mới gọi là bình sanh nhập thành đấy, các vị nhớ chưa? Đây nha, con nói này nha, vì ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh, sắp chết nhưng vẫn không chết, mạng sống kéo dài thêm thì sống. Người đang sống một cuộc đời thật tốt, vui vẻ, láo nhiệt, đột nhiên bị tai nạn giao thông, ngay đó chết đi. Vì vậy một niệm khi lâm chung đủ vãng sanh, đại biểu cho dù đang sống, một niệm cũng vãng sanh như vậy. Đấy, đấy nó đại biểu cho một cái niệm được vãng sanh. Thì bây giờ lúc đang sống thì chúng ta niệm Phật cũng là một niệm vãng sanh. Nếu một niệm khi đang sống mà không được vãng sanh thì một niệm khi lâm chung có được vãng sanh không? Không. Cho nên là hai cái này đều như nhau hết. Cho nên chúng ta niệm niệm đây, lúc nào chúng ta nghĩ là chúng ta đang lâm chung. Chúng ta nhớ nha, đừng có tắt thở thì được là được vãng sanh rồi. À, bởi cái công đức của công đức rồi, nó có khác nhau đâu. Một niệm đủ vãng sanh không phải là con số mà chúng ta tính nha. Lai giúp chúng ta vãng sanh cũng không phải là niệm có thể giúp chúng ta vãng sanh, mà là bản thân công danh hiệu được chúng ta niệm đầy đủ công đức giúp chúng ta ngay đó vãng sanh lên nhất niệm. Niệm niệm mới không sai khác nhau. Anh có niệm như thế nào cũng không sai khác. Anh niệm rằng hàng cả đời cũng không sai khác một niệm. Vẫn là Nam Mô A Di Đà Phật, bản thân của Nam Mô A Di Đà Phật không phải là số lượng. Bởi trong câu Nam Mô A Di Đà Phật này nó không tính số lượng, nó vô lượng đấy mà. Cái gì cũng là vô lượng, tại sao lại mình tự nhiên mình tính số lượng? Cho nên niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật là được vô lượng rồi. Cho nên không có hạn lượng. Chứ có gì thì chúng ta chấp chúng ta sinh ra rồi nha. Cho nên không có câu Nam Mô A Di Đà Phật này không phải là số lượng, cũng không thể dùng số lượng để suy tính hay hình dung. Vì vậy là Phật là vô lượng thọ, Phật là vô lượng quang, Phật là vô lượng công đức. Cho nên tất cả cái vô lượng này nó nằm trong danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này, nó là vô lượng rồi, chúng ta không có ít nhiều chỗ này. Được chưa? Bởi vì chúng ta còn sống cho nên chúng ta phải tương tục niệm để chúng ta giữ đấy đó thôi. Nha, chúng ta đừng có chấp về niệm nhiều và niệm ít, phải như thế nào mới là được. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là được rồi. Về phía chúng ta, niệm Phật có thể ghi nhớ số lượng 3.000, 1 vạn, nhưng đến trên bản thân câu danh hiệu để xét thì đây là pháp viên siêu số lượng. Đối với chúng ta là con niệm 1 vạn này, 10 vạn, ngày nay niệm bao nhiêu, nhưng đối với câu danh hiệu này thì nó siêu vượt cái số, làm gì có cái chuyện số lượng, đúng không? Đại sư Thiện Đạo từng nói, nhất hướng kiên liệu, chẳng luận thời gian lâu mau, chẳng bàn thời gian dài, thời gian ngắn, vì A Di Đà Phật là thọ mạng vô lượng, với Ngài không có thời gian dài và ngắn. Nha.
thời gian dài hay ngắn, đây là vọng tưởng phân biệt của phàm phu. Thời gian lâu hay mau, đây cũng là phân biệt và chấp trước của phàm phu. Cho nên trong câu này làm gì có dài ngắn, làm gì có lâu mau, đúng không? Làm gì có công phu nhiều ấy. Bản thân câu danh hiệu vốn chẳng thể gọi là dài hay ngắn, nhiều ít, giàu hay sang, nghèo hay khổ, siêng năng hay lời biếng, chỉ cần đứng trên góc độ của chúng ta xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, căn cơ của chúng ta niệm niệm không quên, như vậy liền phù hợp với gì? Nguyện của Đức Phật A Di Đà. Phật A Di Đà đã làm hết rồi, tất cả lớp con làm hết cho con rồi, tại sao các con lại cứ như vậy là không tin? Nam Mô A Di Đà Phật. Các vị thấy trẻ ra, các vị thấy có hay không? Không có trẻ ra như này thì còn lâu, đúng không? Cho nên là các bài này của các vị này có vị là trí tuệ lắm, các ngài đều thị hiện cả đấy à, cho nên những học này quý lắm. Mày mày tin nè.